kèm theo vạn khôi thành đấu giá hội dần dần tiếp cận hai ngày này thời gian bên trong cổ thành tụ đến người lưu lượng cũng càng ngày càng kinh khủng có đếm không hết cường giả đỉnh cao từ hắc ám tuyệt vực mỗi cái khu vực chạy tới làm cho tòa này cổ thành nguyên bản là nóng nảy nhân khí lại tăng lên nữa một cái cấp độ mà tại hai ngày này thời gian bên trong cũng không ngừng có trước mặt người khác hướng về chiều thánh bia phía trước khảo thí bất quá tương tự với trần mộc cùng thanh huy dạng này thiên kiêu trung quy là tại số ít số đông đều chỉ có thể được đến một cái hoàng cấp hoặc là huyền cấp, chân chính có thể đủ đạt đến địa cấp, ít càng thêm ít, chớ đừng nhắc tới đi xung kích địa bảng trước ba vị trí. Đương nhiên, điều này cũng không có thể bài trừ có chút ưa thích giấu rốt người, không muốn đem toàn bộ thực lực của mình triệt để bạo lộ ra, cho nên áp chế cảnh giới của mình hoặc thủ đoạn, chỉ lấy được một cái tương đối điệu thấp thành tích, dù sao tại bên trong vạn khôi thành này, Ngư Long Hỗn Tạp có thể đến nơi này cơ hồ cũng là thiên tài bên trong thiên tài, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng, duy trì một chút lòng cảnh giác, chỉ có bách lợi vô nhất hại. Bất quá mặc kệ như thế nào, Trần Mục cùng cùng Thanh Huy tại bên trong tòa thành thị này tạo thành bạo động, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chìm xuống, nhưng ngoài dữ liệu chính là, ở cách vạn khôi thành đấu giá hội đến phía trước hai ngày thời gian bên trong, Trần Mục cùng cùng Thanh Huy ba người cũng không lại lộ diệt, rất nhiều người đều đang suy đoán, bọn hắn cũng tại chờ đợi vạn khôi thành đấu giá hội đến. Trận này vạn khôi thành đấu giá hội, hấp dẫn đông đảo ánh mắt, một loại mưa gió nổi lên phía trước bầu không khí, bao phủ cả tòa bao la vô biên cổ thành, tất cả mọi người đều mơ hồ đoán đến, trận này vạn khôi thành đấu giá hội chú định sẽ không bình tĩnh như vậy. Thời gian 2 ngày, tại loại này trước khi mưa bão tới kiểm chế trong bình tĩnh, lặng yên mà qua. Cuối cùng, vạn khôi thành đấu giá hội mở màn, Trần Mộc cùng cùng Thanh Huy cơ thanh ba người, đi ra nhà này lầu các, đi tới nơi ước định, ở đây, bọn hắn đụng phải sớm đã chờ đợi thời gian giải Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt hai người. Như thế nào, Trần Huynh hai ngày này nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Chu Vũ Thông nhìn thấy Trần Mộc tới, cũng là chủ động tiến lên chào hỏi. Cũng không tệ lắm, Trần Mộc ho nhẹ một chút, mở miệng nói, vậy là tốt rồi, xem ra ta còn thực sự là vì Trần Huynh chọn đúng địa phương đâu. Chu Vũ Thông cười hắc hắc nói, hướng về Trần Mộc nháy mắt ra hiệu, cũng là nam nhân, rất nhiều chuyện một điểm liền thông. Bất quá, có đôi khi hắn vẫn rất hâm mộ Trần Mộc Diễm Ngộ, mộ, dù sao giống cùng Thanh Huy bực này khuynh quốc khuynh thành việt sắc nữ tử, cũng ít khi thấy, cái sau mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài, dường như từ trong trăng bạc rơi xuống tiên tử, không nhiễm khí trần của nhân gian, lại thêm cái kia yên tĩnh đạm bạc khí chất, đối với bất kỳ nam nhân nào đều có vô tận sức hấp dẫn cùng thanh huy có thể đủ nghe ra chu vũ thông cùng trần mục nói chuyện ở giữa lời nói bên ngoài ý tứ xưa nay yên tĩnh gương mặt cũng nổi lên một chút gợn sóng nhưng trầm mặc không nói cũng không đáp lời lúc này hậu phương mộc dung nguyệt cũng gót xe uyển chuyển đi tới nàng một thân tuyết áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động mở miệng nói vạn khôi thành đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu đi chư vị chúng ta trước đi qua a à, sự tình ta đều thu xếp tốt ân phiền phức mộc cô nương trần mộc cùng chu vũ thông cùng lúc hướng mộc dung nguyệt ôm quyền bây giờ so với chuyện khác, cái này vạn khôi thành rõ ràng càng quan trọng. Lúc này, đám người bọn họ cùng một chỗ hướng về vạn khôi thành đấu giá hội đi. Đến, cái này vạn khôi thành đấu giá hội tổ chức chi địa, là cổ thành cư phương bắc vị một chỗ cực lớn cổ điện, tòa cổ điện này là thái cổ thời kỳ lưu lại, mặc dù không còn như vậy vàng son lộng lẫy, nhưng khắp nơi hiển lộ lấy bất phàm huyền cơ, dù cho là tại mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt trôi qua phía dưới, vẫn như cũng không thấy sụp đổ dấu hiệu, làm cho lòng người cảm giác rung động. Khi Trần Mục một đoàn người đi tới nơi này đấu giá hội lúc, ở đây đã là người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đến vạn khôi thành tu sĩ, đều đuổi tới, đông nghịt đều là sông thẳng lên trời tiếng gầm, dù là Trần Mộc một đoàn người đã sớm chuẩn bị, bây giờ cũng cảm thấy ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cũng may mắn là tòa cổ điện này đủ lớn, bằng không mà nói, còn lập tức không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Ở đây chúng ta giống như không chen vào được, cùng Thanh Huy đại mi cao lại, tại trong đó dòng người chen chúc, nàng rõ ràng không quá ưa thích loại không khí này. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi một cái lối đi khác. Mộc Dung Nguyệt mỉm cười, tiếp lấy, nàng liền hướng về cổ điện chéo phía bên trái hướng mà đi, Trần Mộc mấy người cũng đi theo, không lâu lắm thời gian, bọn hắn liền đi tới một cái lối đi khác chỗ, cùng trước mặt đại môn so sánh, ở đây rộng rãi lại cơ hồ không có người nào ra vào, ở trong đường hầm, có một vị hùng tráng nam tử ngừng chân, hắn người mặc màu xanh nhạt bảo y, bên trên thiêu âm dương bát quái đồ, còn điêu văn lấy đủ loại phức tạp đạo văn, giống như một chiếc gương đang lóe lên hào quang sáng lạn. Là hắn, cơ thanh phát ra tiếng kinh ngạc, vị nam tử này không là người khác chính là trước kia bọn hắn mới vừa vào thành lúc thấy qua đến từ viễn cổ thánh địa vạn khôi thành trấn thủ giả. Tống đại ca, Mộc Dung Nguyệt đi tới trước mặt hắn lúc, tôn kính ôm quyền. Nguyên lai là một cô nương, chuyện của ngươi ca của ngươi đã nói với ta, đi vào đi. Mặc màu xanh nhạt bảo y nam tử nhẹ cười cười, chợt liếc mắt nhìn Trần Mộc một đoàn người, hơi hơi xót xa quá thân tử, nhường ra thông đạo. Đa tạ Tống đại ca, Mộc Dung Nguyệt dung nhan tuyệt đẹp bên trên, lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng lại độ ôm quyền, cảm tạ một phen, tiếp lấy liền mang theo Trần Mộc một đoàn người đi vào. Ta gia tộc bên trong cũng không ít thiên kiêu, là tại viễn cổ thánh địa bên trong tu hành, vừa vặn vị này tống chắc đại ca, chính là anh ta một vị sư huynh. Mộc Dung Nguyệt giải thích một câu, có nhân mạch chính là tốt, cơ thành cảm khái một câu, đương nhiên, từ cái này cũng có thể thấy được những thứ này viễn cổ thế gia nội tình có bao nhiêu thâm hậu, có thể đem bàn tay tiến viễn cổ thánh địa, tuyệt đối không thấy nhiều, so với bọn hắn những thứ này cổ tông môn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên. Tòa này vạn khôi thành, là viễn cổ thánh địa phái tới người phụ trách, đồng dạng, bọn hắn cũng phụ trách buổi đấu giá này thuận lợi tiến lên, cứ việc ở đây hội tụ minh mông dòng người, nhưng vậy mà không có cái gì hỗn loạn đánh nhau phát sinh, có thể tưởng tượng được, viễn cổ thánh địa, bốn chữ này ở đây nổi lên bao lớn lực chấn nhiếp. Vạn khôi thành đấu giá hội phân làm hai tầng, Trần Mộc đi cửa vào, chính là thông hướng tầng thứ hai thông đạo, trong chốc lát sau, khi Trần Mộc đi tới Vạn khôi thành đấu giá hội tầng thứ hai, phía dưới sôi trào biển người, lập tức có từng tia ánh mắt hội tụ, Lúc nhìn thấy Trần Mộc cùng Chu Vũ Thông Mộc Dung Nguyệt cái này một số người đi cùng một chỗ, ánh mắt rõ ràng lên một chút biến hóa. Tại ngắn ngủi này hai ngày thời gian, Trần Mộc ba người không thể nghi ngờ trở thành bên trong Vạn Khôi Thành này người người đều biết nhân vật, cho nên cái này một số người đối với hắn cũng không xa lạ gì, chỉ có điều nhìn thấy Trần Mộc cùng Chu Vũ Thông Mộc Dung Nguyệt hai người. Này tiến tới cùng nhau lúc, có ít người sắc mặt rõ ràng khó coi. Lão đại, tiểu tử này sẽ không phải cùng Mộc Dung Nguyệt tiểu nương môn này liên thủ a? Đồng dạng cũng là tầng thứ hai, một tòa trong rạp ngân sâm một vị tiểu đệ nhíu nhíu mày, không vui đạo. Ngân sâm ánh mắt lộ ra một vòng âm lệ hàn quang, nói, liên thủ lại như thế nào, lâm thương sinh lần này cũng sẽ tham gia đấu giá hội, tiểu tử này tất nhiên dám xuất hiện ở đây, đó chính là đến tìm cái chất, chúng ta không cần quản hắn, chỉ cần ngồi đợi một hồi long tranh hổ đấu trò hay diễn ra là được. Nghe vậy, những tiểu đệ khác lúc này mới an tâm ngồi, đối với lâm thương sinh bực này danh hào, ai không biết, đây chính là địa bảng đệ nhất ngoan nhân, tiểu tử này dám rất đệ đệ của hắn, vậy thì đồng nghĩa với vì chính mình đào một cái phần mộ, Mộc ca, ngân sâm tên kia nhìn chúng ta ánh mắt không thích hợp. Cơ thanh tại trần mộc bên cạnh mở miệng nói, hắn rõ ràng lưu ý đến đối phương đáy mắt chợt lóe lên vẻ rào hoạt. Trần mộc lắc đầu, cười nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý tới. Hắn căn bản vô tâm đi chú ý đối phương sẽ thi triển âm mưu gì, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu đều chẳng qua là bài trí mà thôi. Không lâu lắm, bọn hắn ngay tại trong tầng hai vị trí, tìm một chỗ chỗ trống ngồi xuống, so với tại một tầng ồn ào náo động cùng chen chúc, tầng thứ hai này không chỉ có tầm mắt rộng lớn, hơn nữa còn cũng là phòng khách chi vị, vị trí địa lý đơn giản không cần quá hảo. thời gian hai ngày, bởi vì buổi đấu giá này tổ chức, ngược lại là hấp dẫn tới không thiếu cường giả a. nhập tọa sau, cùng thanh huy đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt ở chung quanh đảo qua, bằng vào hơn người thần thức, nàng có thể đủ cảm ứng ra được một chút lạ lẫm mà cường đại khí tức. những khí tức này ẩn núp đến cực sâu, ít nhất cũng là có thể lên chiều thánh bia địa bảng cường giả, có chừng mấy vị thậm chí sau ngân sâm còn mạnh hơn. ân chắc chắn sẽ có một chút che giấu ra hỏa xuất hiện, bọn hắn cũng hẳn là vì cái này cái gọi là huyền khiếu thông thiên đan, cũng không biết viên đan dược này cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Trần Mộc cười nhạt một tiếng, đáy lòng cũng là hứng thú, cái này, huyền khiếu thông thiên đan, lai lịch, hắn cũng đã từ chu vũ thông trong miệng biết được, là tới từ tây bộ khu vực một tòa thượng cổ di tích bên trong, nghĩ đến là một vị nào đó đại năng cường giả di vật. Linh đạo cảnh cùng huyền đạo cảnh, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực, có quá nhiều cường giả cắm ở cửa này dài đến mấy chục năm, dù cho là những cái kia cái thế nhân vật thiên kiêu cũng cần hao phí một phen cực lớn tinh lực mới có khả năng đột phá mà bây giờ một cái huyền khiếu thông thiên đan đặt tại trước mặt đủ để cho bọn hắn giảm đi quá nhiều tinh lực mà liền tại trần mục cùng cùng thanh huy bọn người ánh mắt vẫn nhìn cái này cực lớn phòng đấu giá lúc nguyên bản là ở vào sôi trào trạng thái dưới cổ điện thế mà lại nổi lên từng đạo kinh hoa thanh âm tất cả mọi người đều con ngươi trợn to lộ ra vẻ kinh ngạc đây là tiêu thiên liên minh bọn hắn thế mà đến đây không thể nào Lần này đấu giá hội, thậm chí ngay cả trên thiên bảng ngoan nhân, đều tự mình có mặt sao. Nhìn, vậy thật là tiêu thiên liên minh, không có sai, ta nhận ra bọn hắn, phía trước tại triều thánh bia khảo nghiệm thời điểm, chính là bọn hắn. Kinh hô thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ hội trường, liền trước đây Trần Mộc cùng cùng Thanh Huy thu được địa bảng ấn ký lúc, cũng không có tạo thành to lớn như thế oanh động, lúc này, lầu hai phương hướng chỗ, tất cả địa bảng cường giả, đồng loạt nhíu nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn sang. Chỉ thấy tại lầu hai thông đạo hành lang thời điểm, có một nhóm người ảnh dậm chân mà đến, bọn hắn đều người mặc một. Bộ thanh sam, tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang, mà làm bài người, nhưng là một người cao tám thước có thừa thanh niên, tại nạm từng khỏa dạ minh châu trong hội trường, vô số tia sáng chiếu rọi phía dưới, hắn người mặc một bộ thanh y, phiêu giật mà linh hoạt kỳ ảo, đi lại thong dong, giống như là ở trong hư không cất bước giống như, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ. Sợi tóc màu bạc tại trong gió đêm khinh vũ, con mắt màu đen giống như tinh không giống như thâm thúy mà trong vắt, hắn giống như một vị dưới chín tầng trời phàm trích tiên, bị vô tận nguyệt hoa bao phủ, suốt trần cao quý, buông xuống tại đại hội này trong tràng. Tiêu Thiên hắn tự mình đến, tại chỗ rất nhiều cường giả, đều mặt lộ vẻ nồng nặc vẻ kiêng rè. Thiên bảng cùng địa bảng, đây là hoàn toàn khác biệt hai cái bảng danh sách, có thể lên thiên bảng giả, cơ hồ đều là tới từ thái cổ đế tộc người nổi bật, bọn hắn có được vô thượng nội tình tài nguyên, không thiếu công pháp võ học, không thiếu thần binh lợi khí, lại càng không thiếu nhân mạch bối cảnh, đám người bây giờ không có dự liệu được, cuộc bán đấu giá này thế mà lại đem bọn hắn hấp dẫn tới. Chu huynh ngươi biết hắn sao?" Trần Mộc nhíu nhíu mày, phát giác được Chu Vũ Thông cái kia sắc mặt khó coi, cũng là có chút ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi. Chu Vũ Thông thở dài một hơi, nói, "Nhận biết, làm sao sẽ không nhận biết, đây cũng là Hắc Ám Tuyệt Vực đại nhân vật." Tiêu Thiên, đến từ Hồng Long cổ tộc, nghe nói bọn hắn mạch này, tại thái cổ thời kỳ là có thể cùng Long tộc sánh ngang kinh khủng tồn tại, mà Tiêu Thiên, càng là Hồng Long cổ tộc đại tân sinh kiệt xuất nhân vật đại biểu, đi ra lịch luyện lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua hắn thua với ai. Lúc trước Triều Thánh Bia trong khảo nghiệm hắn lấy được thiên bảng thứ bảy thành tựu, xem như ở đây nổi tiếng cường giả, chỉ là để cho ta không nghĩ tới, có thâm hậu đế tộc nội tình ra chỉ hắn, làm sao còn sẽ đến tham gia loại này cấp bậc đấu giá hội. Chu Vũ Thông phát ra kinh ngạc thanh âm, rất là khó hiểu. Hồng Long cổ tộc sao? Nghe được cái tộc quần này, Trần Mộc đôi mắt cụp xuống, đáy mắt cũng là dâng lên nhiều hứng thú chi sắc, cái này cổ tộc hắn tự nhiên nhận biết, kiếp trước đã từng cùng Hồng Long cổ tộc thiên kiêu chiến đấu qua. Chỉ có điều, thời gian ngàn năm đi qua, hắn năm đó những cái kia đối thủ, bây giờ đều trở thành trong tộc chủ lực cốt, mà đại tân sinh nhân vật, nhưng là thay đổi một thế hệ, lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện. Hắn nhìn xem cái này tên là Tiêu Thiên, nhân vật, từ này tên nam tử thể nội tản mát ra ba động, rõ ràng đã là bước vào huyền đạo cảnh, cái này so với cái gì ngân sâm chi lưu, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái này Tiêu Thiên, ta đã từng cùng hắn gặp qua một lần, rất mạnh. Một mực trầm mặc không nói cùng Thanh Huy, đột nhiên mở miệng, có thể đủ rõ ràng trông thấy, nàng cái kia trương xưa nay yên tĩnh khuynh thành gương mặt, có vẻ ngưng trọng nổi lên. Bất quá, cùng Thanh Huy đang nói xong câu nói này sau, liền trầm mặc lại, không còn giảng giải càng nhiều chi tiết nội dung. thấy vậy, Chu Vũ Thông ngượng ngùng nở nụ cười, hắn bao nhiêu có thể đủ đoán được cùng Thanh Huy kinh khủng bối cảnh, nhưng nàng không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều nữa xuống. Trần Mộc cũng kinh ngạc nhìn nàng một mắt, liền cùng Thanh Huy đều nói rất mạnh nhân vật, đó nhất định là mạnh ngoại hạng, có thể coi là yêu nghiệt tồn tại. Liền Tiêu Thiên bực này nhân vật đều xuất hiện mà nói, vậy hắn chắc cũng sẽ tới, Mộc Dung Nguyệt bỗng nhiên nâng lên trán, kia đối trong suốt đôi mắt đẹp, nhìn phía ngoài ra mấy cái lầu hai cửa thông đạo. Đột nhiên, tòa này bao la cực lớn quảng trường, lại nổi lên oanh động thanh âm, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lầu hai một cái khác thông đạo. Ở nơi đó, có một đợt khác nhân, mã lấy một loại tư thái đàng hoàng lướt vào buổi đấu giá này trong tràng, trước đây Tiêu Thiên còn vẫn xem như điệu thấp mà nói, vậy bọn hắn liền có thể nói, gần như có chút ngang ngược cản rỡ, bọn hắn xông vào tốc độ, nhanh như lôi đình, còn mang theo một loại thế không thể đỡ khi thế hung mãnh, phía trước mấy cái địa bảng cường giả thậm chí đều không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đánh vào này hội trường bên trong phanh nặng nề âm thanh vang lên nguyên bản ồn ào náo động sôi trào đại hội tràng càng là tại trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều há to miệng trợn mắt hốc mồm cái này nhìn xem một đợt nhân mã cái này một số người quả thực là trong mắt không coi vương pháp là gì rồi vạn khôi thành đấu giá hội cấm đấu nhau viễn cổ thánh địa người lập tức lên tiếng quát lớn duy trì lấy hiện trường trật tự. Mà đối với này, cái kia người cầm đầu lại chỉ là hài hước cười cười, đại nhân, chúng ta nhưng không có đấu nhau, là bọn gia hỏa này chậm rãi, cản đường, ta đây không phải đang dọn dẹp sao. Ở đây tốt xấu là lầu hai ghế khách quý, không phải cái gì A miêu A Cẩu đều có thể tiến chỗ. Mấy cái kia địa bảng cường giả, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái kia tên là bài người diện mạo sau, lại chỉ có thể đánh nát sang hướng về trong bụng nuốt, ngay cả cái rắm cũng không dám nhiều phóng một cái. Hừ, một đám hèn nhát, cái kia tên là bài người, bật cười một tiếng, tiếp lấy, hắn chậm rãi đi ra, tại rất nhiều dạ minh châu tia sáng chiếu dọi phía dưới, mọi người mới cuối cùng thấy rõ người này toàn bộ khuôn mặt. Người này, người mặc một bộ bắt mắt áo bào đỏ, bào thân liệt diếm như lửa, còn mơ hồ tản ra một loại nóng bỏng nhiệt độ, đây là người tương đương trói mắt nam tử, quanh người hắn phóng thích ra như như hoàng kim đúc kim loại lấy ánh sáng lộng lẫy, rực rỡ chói mắt, sau lưng mọc ra một đôi thiên bằng một dạng hai cánh, dương ra hai cánh lúc, lĩnh vực như kiếm, chớm ngang xuống cơ hồ muốn phá toái vùng hư không này, uy thế nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta sợ hãi. Hoàng Kim Thiên bằng tộc, lúc nhìn thấy cái này gần như có chút bá khí hai cánh, tất cả mọi người mí mắt đều ác hung ác mà hơi nhúc nhích một chút, lên tiếng kinh hô. Người này là ai? Trần Mộc nhíu mày, hỏi. Hắn tên là Trương Khôi, xuất từ Hoàng Kim Thiên bằng tộc, cùng là thái cổ đế tộc thế hệ trẻ kiệt xuất nhân vật đại biểu, cùng tiêu thiên khác biệt, Trương Khôi làm việc luôn luôn bá đạo, không coi ai ra gì, liền cái này vạn khôi thành một chút phiến cổ thánh địa người canh giữ, hắn chỉ cần để vào mắt, từng có một vị địa bảng cường giả tại trong vạn khôi thành bên trong chiêu chọc đến hắn, tại chỗ liền bị hắn cho chấn sát, chuyện này tại lúc đó còn tạo thành một phen không nhỏ oanh động. Mộc Dung Nguyệt trầm giọng nói, nàng trong lời nói, phần lớn là đối với Trương Khôi một chút kiêng kỵ, hơn nữa, loại này kiêng kỵ so Tiêu Thiên tới sâu hơn, bởi vì Tiêu Thiên còn có thể tuân thủ một ít quy tắc, nhưng Trương Khôi làm việc, chưa từng kế kết quả, loại người điên này, nhất là để cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ nói viễn cổ thánh địa người không làm gì được hắn? Nghe vậy, cơ thanh sắc mặt cũng là lên chút biến hóa, âm thầm chấn kinh, hỏi. Mộc Dung Nguyệt lắc đầu, nói Trương Khôi đến từ Hoàng Kim Thiên Bằng Tộc, Hoàng Kim này Thiên Bằng Tộc cùng viễn cổ thánh địa giao tình, xưa nay không cạn, cho nên dù cho là Trương Khôi làm việc phách lối, viễn cổ thánh địa người cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ, Trương Khôi vẫn là thiên bảng xếp hạng đệ ngũ thiên kiêu, đối với cái này thiên kiêu, viễn cổ thánh địa phần lớn đều biết cho bọn hắn một chút càng lớn dung nhẫn độ. Nghe vậy, cơ thanh cười khổ một cái, đáy lòng không khỏi có chút tuyệt. Vọng, cảm tình cái này hắc ám tuyệt vực cũng là thái cổ đế tộc địa bàn a thực tế chính là tàn khốc như vậy không có bối cảnh không có thực lực ở đâu cũng là ở vào tầng dưới nhất mộc dung nguyệt bất đắc dĩ nói dù cho là các nàng mộc gia chính là viễn cổ thế gia nhưng so với những thứ này thái cổ đế tộc hay là muốn kém không ít đấu giá trong cổ điện trương khôi tại liếc qua mọi người ở đây sau liền lựa chọn lầu hai một cái chỗ chống nhập tọa điều này cũng làm cho rất nhiều người đáy lòng âm thầm thở phào như thế một vị điên rồi đi tới chỗ nào cũng là để cho người ta trong lòng run sợ Thời gian kế tiếp, đấu giá hội bên trong, lục tục còn có người khác nhau mã xuất hiện, chỉ có điều đại đa số người cũng như tiêu thiên như vậy, điệu thấp ra trận, càng có một chút là mặc rộng lườn áo bảo đen, giống như là không có ý định quá mức chọc người chú mục giống như, điệu thấp lựa chọn một chút chỗ chống nhập tỏa. Tại những này người bên trong, không thiếu có địa bảng cường giả, không ngừng xuất hiện, ngoại trừ trần mục ba người bên ngoài, địa bảng những cường giả khác, cơ bản đều đã đến tràng, liền trên thiên bảng mấy nhân vật, cũng đều lục tục ngo ngoe có thể gặp được, một màn này, đưa tới rất nhiều người vây xem, dù sao đây vẫn là lần thứ nhất, bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy thiên bảng cường giả, đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác có chút không thích hợp dáng vẻ, lần hội đấu giá này làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thiên bảng cường giả. Chu vũ thông cao mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút sự cảm xấu, trầm giọng nói. Một dung nguyệt điểm điểm chán, cái kia trương tinh xảo tuyệt luân thanh lãnh trên dung nhan, đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói ta cũng cảm thấy sự tình giống như có chút không thích hợp, cái này vạn khôi thành đấu giá hội, mặc dù có Huyền khiếu thông thiên đan xuất hiện, nhưng loại này cấp bậc đan dược đối với những thứ này xuất từ Thái cổ đế tộc thiên bảng cường giả mà nói, căn bản là không có cái gì lực hấp dẫn a à thế nhưng là, vì cái gì cuộc bán đấu giá này sẽ đem bọn gia hỏa này hấp dẫn tới đây chứ? Cơ thanh sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề, tại nhiều như vậy cường giả tụ tập phía dưới, trong lúc vô hình, giống như có một cô áp lực cực lớn bao phủ toàn trường, ép tới tất cả mọi người đều nhanh không thở nổi. Không có vô duyên vô cớ đến chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là cuộc bán đấu giá này bên trên, có liền những thứ này thái cổ đế tộc xuất thân thiên kiêu đều động tâm bảo vật xuất hiện. Trần Mộc mở miệng nói, liền thái cổ đế tộc đều động tâm bảo vật, nghe đến đó, Chu Vũ Thông cùng Mộc Dung Nguyệt đồng thời nhìn sang, đáy mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Tình huống trước mắt đến xem, 89 phần 10, Trần Mộc đảo, bọn hắn chắc chắn không có khả năng là thật xa từ khu vực trung tâm, một lần nữa vòng trở về, ở đây vòng quanh lại trở về đi. Nghe vậy, Chu Vũ Thông cùng mục Dung Nguyệt bọn người đều ánh mắt lần lượt ngưng trọng lên, bọn hắn không hiểu có loại dự cảm, cuộc bán đấu giá này đoán chừng sẽ nhấc lên cực lớn gợn sóng, tuyệt sẽ không giống trước đó như vậy thật yên lặng liền đi qua, có thể còn có thể dẫn phát một hồi đại chiến kinh thiên cũng không nhất định. Đấu giá hội bầu không khí kéo dài nóng này, cấp độ kia ồn ào náo động sôi trào thanh âm, giống như chiêng chống chiến loạn giống như, kích thích tất cả mọi người tại chỗ màng nhĩ, mà tại thời gian rời đổi phía dưới, càng ngày càng nhiều cường giả cũng bắt đầu tràn vào cái này cực lớn bên trong cổ điện. Tại hai vị thái cổ đế tộc thiên kiêu ra trận sau, cuộc bán đấu giá này cũng bắt đầu biến vị, rất nhiều người đều ý thức được, cuộc bán đấu giá này sẽ lại không giống phía trước bình tĩnh như vậy. Đột nhiên, Trần Mộc cảm thấy có hai cỗ cực đoan cường đại linh lực ba. Động, từ chỗ xa kia hiện lên, tiếp lấy phảng phất cuồng phong chi thế giống như quét ngang mà đến, rất nhiều người đều đuổi vội vàng né tránh, nếu không, đồng dạng là phải bị hất bay ra ngoài. Ha ha, xem ra năm nay lần này vạn khôi thành đấu giá hội, đúng là càng náo nhiệt a. À. Ta Hoa Kinh Phi hẳn là tới không tính là muộn a. À. Một đạo tiếng cười trong trẻo đột nhiên truyền ra, tại Hùng hồn linh lực trong bao giống như một đạo vang dội giống như tại trong cái này khổng lồ sàn bán đấu giá vang lên, chấn động đến mức chung quanh không ít người màng nhĩ đều có chút thấy đau, nhưng nhìn thấy người đến người sau, bọn hắn nhưng lại không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì chỉ ý. Trần Mộc bọn người dương mắt nhìn lên, ở đó sáng tỏ lầu hai chỗ lối đi, có thần quang đang lóe lên, linh khí trong thiên địa đều bởi vì những người này có mặt, mà trở nên nhiễu loạn, tiếp lấy, hai thân ảnh liền chậm rãi đi vào tầm mắt mọi người bên trong. Một người trong đó vì một vị thanh tú thanh niên, hắn người mặc một bộ sạch sẽ bạch y, phảng phất là từ khe núi trong thanh tuyển đi ra tiên linh, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất thế gian huyên náo đều không thể nhiễm hắn một chút. Sau khi đến đại hội này chàng, ánh mắt của hắn liền hướng về chung quanh nhìn chung quanh một vòng, sau khi nhìn thấy Tiêu Thiên cùng Trương Khôi, khuôn mặt liền ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Hồng Long của tộc cùng Hoàng Kim Thiên bằng tộc đều có mặt a xem ra, ta thực sự là đến đúng, nếu là không đến, sẽ phải bỏ lỡ chàng hảo hí này. Tên này thanh niên áo trắng lại độ cười to vài tiếng. Mấy người đều giống như sớm đã quen biết, Trương Khôi tại nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng lúc, lông mày cũng là hơi nhíu một chút, đáy mắt ẩn ẩn lập lè một tia kiêng kỵ chi ý, cười lạnh nói, ra hỏa này, như thế nào nơi nào đều có thân ảnh của hắn. Tiêu Thiên thần sắc có chút im lặng, hắn chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái, liền quay đầu lại, giống như là sớm đã có đoán trước hắn sẽ tới giống như. Hàn cô nương, chúng ta nhập tọa a. Hoa Kinh Phi nhìn về phía bên cạnh một cái hắc bào nhân, nói khẽ, so với trước đây sáng sủa, hắn thời khắc này ngữ khi có chút nhu ý. Hắc bảo nhân ánh mắt nhìn chung quanh một vòng phòng đấu giá, Giống như là tại tìm lấy người nào giống như, bất quá người nơi này thực sự nhiều lắm, đang nhìn một mắt sau không có thu hoạch sau, nàng liền điểm điểm chán, tiếp lấy, nàng cùng Hoa Kinh Phi ngay tại trong lầu 2, lựa chọn một cái ghế lô chỗ trống chỗ ngồi xuống. Gia hỏa này cũng đến a, à, Chu Vũ Thông ý mắt trực nhảy, cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt càng là trong lúc mơ hồ có một chút tái nhợt, mở miệng nói. "Chu huynh ngài nhận biết?" Trần Mộc hỏi, "Hoa Kinh Phi, xuất từ Linh Lung Thần Tước tộc, Thiên bảng xếp hàng thứ hai. Chu Vũ Thông làm một cái đơn giản giới thiệu, nhưng mà lại là cái này đơn giản mấy chữ giới thiệu, lại làm cho không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, không nói linh lung thần tước tộc cường đại đến mức nào, liền vẹn vẹn là cái này thiên bảng thứ hai tên tuổi, cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy như có gai ở sau lưng. Không có ai sẽ hoài nghi chiều này thánh bia bảng xếp hạng hàm kim lược, mà thiên bảng thứ hai, danh hiệu này liền mang ý nghĩa hoa kinh phi tại cái này hắc ám tuyệt vực, gần như có được xưng bá thực lực. Khó trách, vừa mới liền tiêu thiên cùng trương khôi đều như vậy mặt lộ vẻ vẻ kiêng rè, cơ thanh chép tắc lưỡi, mở miệng nói, liền cái này thiên bảng thứ hai danh hiệu đã đủ để ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi trần mộc người thế nào sao đột nhiên cùng thanh huy giống như là chú ý tới thứ gì thanh tịnh như vực sâu biển lớn xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn phía một bên trần mộc mà đến bây giờ tại tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở trên hoa kinh phi vị này cái thế thiên kiêu lúc trần mộc ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào bên cạnh hắn áo bảo đen thân ảnh bên trên chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác đạo thân ảnh này khí thế để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc mà khi nàng muốn phóng thích thần thức đi qua dò xét lúc, đối phương quanh thân nhưng lại có một đạo năng lượng cường đại che chắn, đem hắn phóng thích đi qua thần thức ngăn cản xuống dưới, cái này khiến hắn muốn tìm kiếm thân phận của đối phương, cũng không thể nào hạ thủ. "Mộc ca, người gặp gỡ người quen sao?" Cơ Thành cũng phát giác Trần Mộc cái kia không thích hợp sắc mặt, hỏi. Trần Mộc lắc đầu, "Không có gì, đoán chừng chỉ là một cái ảo giác a." Hắn không còn đi chú ý hai người này, mà là một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến nơi này trong buổi đấu giá, tại Tam Đại Thái Cổ Đế tộc kiệt suất đại biểu trời mới xuất hiện sau, rõ ràng có thể đủ cảm nhận được hiện trường loại kia nóng nảy bầu không khí cơ hồ bị đẩy về phía một cái khác tầng thứ cao hơn mà từ lầu hai phương hướng có rất nhiều địa bảng cường giả đều ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cái này tam đại thái cổ đế tộc thiên kiêu đáy mắt ẩn ẩn lập lòe vẻ kinh dị bọn hắn không biết vì cái gì cuộc bán đấu giá này sẽ đem bọn hắn hấp dẫn tới nhưng bao nhiêu có thể đủ dự đoán được lần này đấu giá hội đoán chừng sẽ không giống phía trước bình tĩnh như vậy kế tiếp trong thời gian càng ngày càng nhiều người khủng bố lưu hướng về phía buổi đấu giá này tràn tụ đến phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này vạn người chống trải hội trường, càng là ngồi đầy là người, đông nghịt đều là minh mông vô bờ đầu người hải dương, cấp độ kia bạo tăng nhân khí, nhìn thấy người có chút há mồm trợn mắt. Tam đại thái cổ đế tộc thiên kiêu, cùng nhau hiện thân buổi đấu giá này, ngay cả thiên bảng thứ hai thiên kiêu đều đến, cái này đúng thật là để cho người ta chờ mong a à không biết buổi đấu giá này đến tột cùng là xuất hiện bảo vật gì, hấp dẫn lấy bọn họ. Chu Vũ Thông nhếch nhếch miệng, đang âm thầm xoa tay, dù cho là biết được cuộc bán đấu giá này, lấy trước mắt hắn thực lực cùng thân phận, là lẫn vào không vào, nhưng nghĩ tới có thể đủ mắt thấy tam đại thái cổ đế tộc thiên kiêu tiến hành tranh bá, cũng là để cho người ta chờ mong cùng kích động lên. Cùng thanh huy đôi mắt đẹp hơi hơi hiện ra một chút sóng ánh sáng, cùng là thái cổ đế tộc nàng, tất nhiên là biết được bọn gia hỏa này có bao nhiêu tâm cao khí ngạo liền bọn hắn đều đến đây chứng minh buổi đấu giá này quả thật có người khác không biết bảo vật phải xuất hiện đợi lát nữa thái cổ đế tộc đấu giá thời điểm chúng ta không nên nhúng tay bằng không đối với chúng ta bách hại vô nhất lợi một cho nguyệt nhắc nhở một câu chu vũ thông cười hắc hắc Nói, một cô nương quá lo lắng, chúng ta không phải kẻ ngu, tất nhiên là biết được trong đó lợi và hại quan hệ, có thể đủ nhìn một chút liền đã không tệ, đến nối cạnh tranh cái gì cũng không tới phiên chúng ta. Trần Mộc cũng không trả lời, bất quá, hắn cũng đúng là muốn biết, lần hội đấu giá này bên trên sẽ xuất hiện đồ vật gì. Mà coi như sàn bán đấu giá bên trong bầu không khí đạt đến một loại đỉnh phong lúc, từ đấu giá trên ghế, đột nhiên có một vị hùng tráng nam tử chậm rãi đi ra, trong chốc lát, nguyên bản ồn ào náo động cổ điện trở nên an tĩnh xuống từng tia ánh mắt đều mang theo lấy nóng bỏng chi sắc, nhìn về phía đấu giá chỗ ngồi vị trí, ngay cả ánh mắt đều trở nên kính sợ, bởi vì đây là đến từ Viễn Cổ Thánh Địa, người. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tống Trác, lần này từ ta phụ trách đấu giá hội Vạn Khôi Thành. Người mặc thanh y hùng tráng nam tử, lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh quét mắt một mắt toàn trường, không có nửa phần gợn sóng, đây không phải cái gì miệt thị, mà là một loại đến từ trong xương cốt bình. Tính, nhưng đó là loại an tĩnh này, ngược lại mang theo một loại nào đó cảm giác áp bách mạnh mẽ, để cho người ta ngay cả đại khí cũng không dám loạn thở, không có ai hoài nghi, vị này nhìn như bình tĩnh thanh niên sau lưng, cất giấu kinh khủng cỡ nào thực lực. Có thể được chọn phái đi tới phụ trách bên trong vạn khôi thành, duy trì trật tự, liền chứng minh viễn cổ thánh địa tin tưởng hắn, có thể đủ đè ép được toàn trường những thứ này kiệt ngạo trương cuồng hạng người. Triều thánh chi chiến đã cử hành rất nhiều lần, mà bên trong vạn khôi thành này quy củ, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, ta không hy vọng theo ý ta phòng thủ vạn khôi thành trong lúc đó có người cho ta chế tạo chút phiền toái không cần thiết tống trác vẫn như cũng ngữ khí bình thản trầm giọng nói. Như vậy, đấu giá hội chính thức bắt đầu, lần này vật phẩm đấu giá cũng không tính nhiều, bất quá nhưng đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa, đều xem như chân quý vật kiện, ta nghĩ đối với những đồ vật này cảm thấy hứng thú người, hẳn là sẽ không thiếu. Đấu giá trên ghế, theo tiếng nói rơi xuống, tống chắc tay áo vung lên, chính là có hơn 10 đạo quang đoàn, hóa thành như lưu quang bắn ra, toàn bộ bày tại cái này đấu giá trên bàn, cái này hơn 10 đạo quang đoàn, không có một đạo là đơn giản chi vật, toàn bộ tản ra không tầm thường năng lượng ba động, hắn hào quang sáng chói, cơ hồ đem tòa này đấu giá hội chiếu lên có chút chói mắt, liền dạ minh châu quang huy đều bị che. Mà tại trong cái này hơn 10 đạo quang đoàn, có một đạo lớn chừng quả đấm thanh sắc quang đoàn, nhất là hấp dẫn người chú ý, mơ hồ ở giữa có thể đủ nhìn thấy đạo ánh sáng này đoàn là một cái bình ngọc, từ bình ngọc miệng chỗ tràn ra từng sợi mùi thuốc chi khí, loại mùi thuốc này chi khí vô cùng xông vào mũi, nghe ngóng làm người tâm thần thanh thản, tinh thần phấn khởi, ngay cả thể nội linh lực đều ẩn ẩn muốn sôi trào lên. Đó chính là Huyền Khiếu Thông Thiên Đan, sao? lầu hai phương hướng chỗ có rất nhiều địa bảng cường giả đều đáy mắt lộ ra nồng nặc nóng bỏng chi sắc tại mùi thuốc này khí phiêu tán phía dưới cả tòa hội trường đều trở nên mùi thơm nhiễu giống như ngâm ở một mảnh trong vườn hoa quả nhiên là đồ tốt lâm thương sinh liếm môi một cái nguyên bản bình tĩnh lại tâm lại độ trở nên táo động nếu không phải là chấn thủ người ở chỗ này không phải nhân vật đơn giản gì bằng không mà nói hắn hiện tại cũng muốn nhào tới đưa nó cướp lại dù sao loại sự tình này hắn cũng không bất làm bây giờ trong phòng đấu giá ngoại trừ lâm thương sinh cũng không ít địa bảng cường giả đều đối cái này huyền khiếu thông thiên đan ôm lấy lòng mơ ước liền ngân xâm nhân vật như vậy đều đáy mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc âm thầm xoa tay chuẩn bị nghĩ hết tất cả biện pháp có thể bắt được trần mộc ánh mắt cũng ở đây hơn 10 đạo quang đoàn bên trong vừa đi vừa về tảo động lấy viên kia cái gọi là huyền khiếu thông thiên đan cũng không thể gây nên hắn động tâm bởi vì giống loại này huyền khiếu thông thiên đan hắn đồng dạng có thể đủ luyện chế cho nên không tính hiếm có vật ngược lại là làm cho những này thái cổ đế tộc đều động tâm đồ vật hắn có chút muốn biết đó là vật gì. Đang qua lại đánh giá mấy lần sau đó, Trần Mộc ánh mắt liền đặt ở cái này hơn 10 đạo quang đoàn cuối cùng một vệt ánh sáng đoàn bên trong, so với khác quang đoàn, cuối cùng này một vệt ánh sáng đoàn nhất là ảm đạm, nhưng cũng thần bí nhất, có một loại nào đó đạo văn ở phía trên điêu khắc quấn quanh lấy, nói bất phàm lịch trình. Trần Mộc mở ra thủy kính yêu chi nhãn, muốn đi xem một chút thứ này đến tột cùng là vật gì, nhưng mà, tại cái này quang đoàn chung quanh rõ ràng có khắc chút phong ấn đạo văn, ngăn trở Trần Mộc thần thức. Mộc ca, cơ thanh ở một bên mở miệng, Rõ ràng cũng là có chút. Hiếu Kỳ, không được xem, phía trên chắc có đại năng cường giả phong ấn. Trần Mộc Đạo, bây giờ cũng chỉ có chờ những thứ này vật đấu giá chụp xong, nhìn lại một chút cuối cùng áp đáy hòm món bảo vật này đến tột cùng là thứ gì. Tống Trác đấu giá tiết tấu rất nhanh, tại đồ vật mang lấy ra, không có một tia nói nhảm, trực tiếp giới thiệu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, huyền đạo cảnh cấp bậc thần binh thái cổ, thất tuyệt kiếm, này kiếm là thái cổ thời kỳ một vị huyền đạo cảnh cường giả sử dụng chi vật. Tại trong rất nhiều thần binh, vật này cũng coi như là đứng đầu, nghe nói là tại tây bắc khu vực một cái di tích bên trong thu hoạch. Tống Trác đại thủ nắm chặt, liền đem cái này đạo thứ nhất quang đoàn giữ tại ở trong tay, chợt, tia sáng tán đi, một thanh điêu văn lấy vô số huyền bí đạo văn màu đen cổ kiếm, mọi người ở đây trước mắt triển lộ đi ra. Hắn linh lực quán chú đi vào, mũi kiếm chỗ lập tức tạo thành một đạo đáng sợ luồng khí xoáy chi lực, kiếm mang gào thét, giống như bảy con tuyệt thế hung thú tại đồng thời lao nhanh, có kinh thế dị tượng hiển hóa, liền lên phương hư không đều bị cắt đứt ra, Xuất hiện một đạo cực lớn đen nhánh khe hở, cấp độ kia trình độ sắc bén, đã xem không ít người có chút trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân của thanh kiếm này, không có ý định đổi lấy nguyên tinh, mà là lấy vật đổi vật, muốn đổi một cái hoàng cấp trở lên triều thành ấn ký. Tống Trác thu kiếm, bình tĩnh nói, lấy vật đổi vật, nghe đến đó, cơ thanh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn vốn là còn cho là cuộc bán đấu giá này là muốn lấy nguyên tinh các loại đồ vật, tới giao dịch đâu. Trần Mộc giải thích nói, nguyên tinh mặc dù là đồ tốt, nội hàm thiên địa bản nguyên chi khí có thể đủ giúp người tu luyện còn có thể tẩy cân phạt tùy bất quá so với nguyên tinh đang ngồi cũng là muốn tham gia triều thánh trận chiến trong này khu vực quý giá nhất không gì bằng là triều thánh ấn ký cho nên so với nguyên tinh càng nhiều người là muốn nhận được triều thánh ấn ký bởi vì đây là có thể đủ trực tiếp quyết định bởi tại bọn hắn có thể hay không bước vào viễn cổ thánh địa tu hành cơ hội cái này cũng được viễn cổ thánh địa người mặc kệ sao cơ thành có chút kinh ngạc này liền tương đương với ăn gian a này bằng với mua sắm triều thánh lộ cuối cùng chiến tư cách. Trần Mộc lắc đầu, cười nói, viên cổ thánh địa cũng sẽ không quản những thứ này, từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói, trận này triều thánh lộ chi chiến, viên cổ thánh địa chỉ chú ý kết quả, không chú ý quá trình, người nếu là có thể đem toàn thân gia sản đều lấy đi ra ngoài trao đổi, đổi lấy một cái triều thành ấn ký, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Vậy dạng này sẽ có người cầm triều thánh ấn ký đi ra trao đổi sao? Cơ thanh mở miệng nói, cái này nếu là hắn, chắc chắn là không đổi, dù sao lại vì quý giá thần binh thái cổ, cũng không có trong tay hắn cái này triều thành ấn ký trọng yếu, dù sao đây là quan hệ đến có thể hay không bước vào viễn cổ thánh địa tu hành trí bảo. Nắm giữ triều thành ấn ký, cũng chỉ bất quá là có tham dự triều thánh lộ cuộc chiến cuối cùng tư cách thôi, đến nối kết quả cuối cùng, ai có thể nói rõ được đâu, nếu là đưa ra đồ vật đủ quý giá, tự nhiên là có người nguyện ý trao đổi, bởi vì bọn hắn có lòng tin, cho dù là tạm thời đem triều thành ấn ký đưa ra đi. Tương lai bước vào khu vực hạch tâm đi săn, cũng có thể một lần nữa đem cái này triều thành ấn ký cho cướp về. Trần Mộc giải thích nói. Tống chắc không phải ngành gì đấu giá sư, cho nên cũng không có cái gì quá nhiều kỹ xảo đi điều động không khí hiện trường, bất quá, lần này vật phẩm đấu giá cũng là đi qua thiên thiêu tế chọn chân quý vật, lại thêm tống chắc vừa mới bày ra, đã đã chứng minh cái này bảo kiếm có được phi phàm sức mạnh. Không khí hiện trường, tại an tĩnh một lúc sau, liền có một. Cái dáng người hơi có vẻ hổ tráng nam tử tay dơ lên, quát khẽ ta ra một cái hoàng cấp thứ 386 tên triều thánh ấn ký. Mặc dù là cấp thấp nhất hoàng cấp ấn ký, nhưng không biết có bao nhiêu người, ngay cả một cái hoàng cấp ấn ký đều không thể nắm bắt tới tay, cho nên hắn cái này một hô, cũng có tương đối lớn trọng lượng, cứ việc xếp hàng 386 tên đi, nhưng tuyệt không lộ ra keo kiệt. Ta ra một cái hoàng cấp 380 tên, sau đó không lâu, có người bắt đầu tăng giá, đem ấn ký xếp hạng tăng lên. Ta ra hoàng cấp 374, ta ra hoàng cấp 360, mà ra tăng giá trong tiếng, hiện trường nguyên bản yên tĩnh lại bầu không khí, lại độ bị điều động, rất nhiều người cường giả, đều nô nước tấp nập cạnh tranh lên tiếng, bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy thực lực của bọn hắn cùng nội tình cũng liền đầy đủ đổi lấy những thứ này thần binh đến nối cảng ánh sáng phía sau đoàn bọn hắn cũng không đi cân nhắc trần mộc nhìn xem trong buổi đấu giá dần dần liên tiếp tăng giá âm thanh sắc mặt vẫn như cũ không gợn sóng chút nào ánh mắt của hắn từ phía trên những quang đoàn này vội vàng lướt qua cuối cùng đặt ở những cái kia địa bảng cường giả cùng với thiên bảng cường giả ngồi vào chỗ bọn hắn bên kia vẫn như cũ yên tĩnh im lặng rõ ràng đối với những đồ vật này cũng không dám hứng thú không lâu sau đó chuôi này thất tuyệt kiếm liền bị vỗ ra hoàng cấp 350 tên triều thành ấn ký, kiện thứ nhất vật đấu giá, liền coi như là hết thảy đều kết thúc. Ha ha, tất cả mọi người vẫn rất tích cực a, à, đã như vậy, vậy ta cũng không lãng phí thời gian, kiện thứ hai vật đấu giá, linh đạo bồi dưỡng quả. Sau khi kiện thứ nhất vật đấu giá bán đi, Tống Trác cũng là thừa dịp cỗ này lửa nóng thế, lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá, chỉ thấy hắn từ đấu giá trên bàn một chảo, đạo thứ hai quang đoàn, liền bị hắn tóm lấy, đạo ánh sáng này đoàn màu sắc là màu xanh đen, chỉ thấy Tống Trác cong ngón tay gảy nhẹ, bao phủ ở phía trên vòng sáng, liền toàn bộ bị hắn bắt tán, lộ ra một cái nắm đấm lớn trái cây. Trái cây hiện ra một loại hiếm thấy thất thải màu sắc, theo tia sáng biến hóa mà lưu chuyển, tựa như như bảo thạch rực rỡ chói mắt, loại trái cây này tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, hỗn hợp có mát mẽ thân thảo khí tức cùng vi rượu ngọt, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp một ngụm. Trái cây chung quanh còn còn quấn một vòng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, những thứ này vầng sáng tựa hồ có sinh mệnh, tại trái cây chung quanh trầm chậm, chậm lưu động. Khi thì tụ lại, khi thì tản ra, phảng phất sinh mệnh rung động giống như vô cùng huyền diệu. Tại chỗ không ít người tại nhìn thấy viên này trái cây lúc, trong mắt cũng là lưu chuyển kinh ngạc sóng ánh sáng, tuy là kiện thứ hai vật đấu giá, nhưng bọn hắn đều nhìn ra cái này thất thải màu sắc ngọc quả có chỗ bất phàm. Linh đạo bồi dưỡng quả, trong truyền thuyết, đây là lớn lên tại linh khí nồng nặc nhất Tĩnh Mịch Sơn cốc, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa bản nguyên chi khí, tự thành linh khiếu chi khí, nuốt vào sau, có thể để cho linh đạo cảnh cường giả, tu vi tăng lên rất nhiều, xem như một loại tạo hóa thần quả. Tống Trác khẽ cười nói, đồng dạng, món đồ đấu giá này cũng là muốn lấy vật đổi vật, đổi lấy hoàng cấp thứ tự trước 20 triệu thành ấn ký. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt cũng hơi lên một chút biến hóa, linh đạo bồi dưỡng quả cũng ít khi thấy, loại trái cây này có thể để cho rất nhiều linh đạo cảnh cường giả tu vi tăng mạnh, nhưng mà, loại tăng trưởng này là có hạn, tối đa cũng chỉ có thể tăng trưởng trên dưới nhất trọng thiên thôi, mà dùng nó đem đổi lấy hoàng cấp 20 người đứng đầu triều thành ấn ký, cái này đã xem như giá cao chót phót. Dù sao, có thể đủ lấy được hoàng cấp trước hai người triều thành ấn ký, thực lực ít nhất cũng phải là linh đạo cảnh ngũ trọng thiên. Mà đối với phía dưới mọi người sắc mặt biến hóa, Tống Trác đồng thời không nhiều lời cái gì, hắn tự nhiên là biết cái này linh đạo bồi dưỡng quả một chút tai hại nhỏ, nhưng tương tự, nếu là đang đứng ở đột phá điểm tới hạn tu sĩ, cái này linh đạo bồi dưỡng quả chính là tốt nhất trợ lực. Ta ra một cái hoàng cấp 17 tên triều thành ấn ký. Sau khi hiện trường trầm mặc một hồi, liền có một vị thân hình cao lớn tóc nâu thanh niên, mở miệng quát lên. Ánh mắt hắn có chút nóng bỏng, càng không ngừng tại cái này linh đạo bồi dưỡng quả bên trên qua lại tạo động lấy, hắn bây giờ đang đứng ở đột phá giai đoạn, đang cần một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, đến cho chính mình trợ lực một chút, này liền có thể miễn đi hắn hai tháng bế quan tu luyện. Phải biết, bây giờ tại trong cái này hắc ám tuyệt vực, thời gian là vàng bạc, ai cũng không biết hai tháng sau, triều thánh chi chiến sẽ đạt tới loại nào kịch liệt trình độ. Trước tiên tạm thời nhường ra một cái hoàng cấp ấn ký, mang theo vài phần chiêu thức chi ý âm thanh, đột nhiên vang lên, tống lão đại, ta ra một cái hoàng cấp 16 tên triều thánh ấn ký, Ánh mắt của mọi người nhìn sang, ở bên trái trong góc, đang có một cái âm trầm gầy gò thanh niên cười thầm, ngượng ngùng, ta cũng vừa hảo ở vào đột phá điểm tới hạn. Ngươi, tên kia thân hình cao lớn tóc nâu thanh niên giận không kìm được, nhưng cũng có chút không thể làm gì, một cái thứ tự kém, cũng đủ để cho hắn đối với kiện bảo bối này, sai chi giao cánh tay. Ngươi cuối cùng cầu nguyện ngươi có thể đủ đột phá, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Tóc nâu thanh niên hung tợn, phát ra một đạo uy hiếp thanh âm. Tên thứ 17 cùng người thứ 16 thực lực sai biệt cũng không tính lớn, cho nên hắn cũng không sợ hãi đối phương. Ngu xuẩn, gầy gò thanh niên cười lạnh một câu, lại là đem uy hiếp của hắn, xem như là đánh giám. Hoàng cấp 16 tên, một lần, hai lần, ba lần, hảo, thành giao, tống chắc trọng trọng vô tấm, đem cái này cái cọc giao dịch cho đồng ý. Nhìn xem giữa sân kịch liệt cạnh tranh, không ít người cũng là âm thầm mắng nhiếc, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là hoàng cấp mà thôi, liền đã mâu thuẫn không ngừng, mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, không khó tưởng tượng, tiếp xuống cạnh tranh, tất nhiên sẽ càng thêm cuồng nhiệt, đến lúc đó, ngay cả địa bảng cường giả cùng thiên bảng cường giả đều biết hạ tràng, rất nhiều người cũng đã âm thầm xoa tay, trở nên mong đợi. Tống Trác lấy ra vật phẩm đấu giá thứ ba, thời gian chậm rãi đẩy về phía trước rời, bát ngát trong phòng đấu giá, ồn ào náo động cuồng nhiệt tăng giá âm thanh, liên miên bất tuyệt, đem toàn bộ không khí của hội trường đều đẩy về phía cao chiều nhất giai đoạn, mà Tống Trác cũng lấy ra một kiện lại một món chân quý vật, bên trong những vật này không thiếu có thần binh thái cổ tuyệt thế võ học cùng với rất nhiều hiếm thấy kỳ chân cổ dược những thứ này hiếm thấy vật phẩm đấu giá đều bị vỗ ra từng cái giá cao ngay cả huyền cấp triều thành ấn ký đều có người lấy ra chỉ vì chiếm được một chút chân quý bảo vật nhưng mà trong lúc này trần mục cùng thanh huy bọn người kinh ngạc lưu ý đến ngồi ở lầu hai trong dạp thái cổ đế tộc cường giả trẻ tuổi hoàn toàn không có đi ra một lần tay những thứ này cái gọi là kỳ chân dị bảo đối bọn hắn mà nói giống như là không có nửa điểm cái gọi là lực hấp dẫn giống như cái này cũng càng thêm để cho Trần Mộc vững tin, bọn gia hỏa này là đang chờ một món cuối cùng vật đấu giá. Cuối cùng, trước mắt mặt vật đấu giá đều chụp ra lúc đấu. Giá trên bàn từng đạo quang đoàn cũng dần dần biến mất mà đi, cuối cùng đi tới thứ hai đếm ngược đạo quang đoàn. Chỉ thấy Tống Trác cầm lấy đạo kia lập lòe ánh sáng sáng ngời trùng sáng, quang đoàn bên trong tràn ra điểm điểm hương thơm hương khí, làm cho tất cả mọi người trở nên mê, hắn cong ngón búng ra, bao phủ ở phía trên vòng sáng đều tán đi, triển lộ ra là một cái đầy tinh mỹ hoa văn bình ngọc nhỏ. Tống chắc khẽ nhất tay một cái, trong bình ngọc đan dược liền lăng không bay ra, lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn, viên đan dược kia mặt ngoài lộ ra màu tím sậm, phảng phất dung hợp bầu trời đêm thâm thúy cùng tinh hà rực rỡ. Tại tia sáng chiếu rọi, đan dược mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt u quang, giống như trong vũ trụ tinh thần đang lóe lên, tản ra làm cho người tâm trí hướng về khí tức thần bí. Đan dược vừa ra, toàn bộ đại hội trong tràng đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc chi khí, rất nhiều cường giả đều trong bóng tối hít sâu, người một ngụm mùi thuốc, bọn hắn đều cảm thấy toàn thân đang phát run, đó là đến từ linh lực cảm giác hưng phấn, giống như toàn bộ thân thể đều trở nên dị thường phấn khởi. Huyền khiếu thông thiên đan, bây giờ, tất cả mọi người con mắt đều lộ ra nóng bỏng chi sắc, bọn hắn lẳng lặng nhìn lơ lửng tại tống trác trên lòng bàn tay, chiếm cứ màu tím sậm đường vân đan dược, những thứ này màu tím đậm đường vân, giống như là từng đạo thái cổ đạo văn giống như, phảng phất có thể đủ thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Lão đại, tại ngân sâm bên cạnh, có rất nhiều tiểu đệ đều thần sắc kích động đứng lên. Tình báo quả thật không có phạm sai lầm, thật sự có huyền khiếu thông thiên đan, thực sự là trời cũng giúp ta. Ngân Sâm lộ ra cuồng kiếu chi sắc, đáy mắt lập lè lạnh thấu xương hàn quang, hắn âm thầm thề, nhất định phải đem viên đan dược này nắm bắt tới tay, đến lúc đó chỉ cần vừa đột phá đến huyền đạo cảnh, cái gì Lâm Thương Sinh, cái gì Mộc Dung Nguyệt, hết thảy cũng phải bị hắn dẫm ở dưới chân. Thật đẹp a, à, viên đan dược này, Mộc Dung Nguyệt cùng Chu Vũ Thông hai người cũng đều đồng thời lộ ra vẻ thèm thuồng, bực này cấp bậc đạo đan, dù cho là tại trong viễn cổ thế gia, cũng là cực kỳ hiếm thấy, chân chính có thể có tư cách phục dụng loại đan dược này cũng là thuộc về trong tộc cao tầng đại nhân vật mà giờ khác này một cái huyền khiếu thông thiên đan đang ở trước mắt bọn hắn làm sao không nóng bỏng nghe nói viên đan dược này là từ trong di tích bị người thu hoạch đến hẳn là thái cổ thời kỳ luyện dược sư luyện chế phẩm chất càng xuất sắc hơn không nghĩ tới lần này thật sự có tu sĩ đem huyền khiếu thông thiên đan lấy ra đấu giá viên đan dược này ta nếu là có thể nhận được nhất định có thể bước vào huyền đạo cảnh Mộc Dung Nguyệt đôi mắt đẹp hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng, trong ánh mắt nóng bỏng cơ hồ đều phải chảy ra. Thái cổ thời kỳ, là hoàng kim đại thế, vô số thiên kiêu quỷ tài, tầng tầng lớp lớp, đó là một cái võ đạo nhất là thịnh vượng thời kỳ, khi đó luyện dược sư cũng là vô cùng có năng lực, luyện chế mà ra đan dược, so với bây giờ, không thể nghi ngờ cao hơn một cái cấp bậc. Sau một lát, nàng dường như phát giác được chính mình có chút thất thố, cái kia trương thanh lãnh cao quý gương mặt, lộ ra lướt qua một cái nụ cười, quay đầu nhìn về phía cùng Thanh Huy mà đến, hỏi Tề cô nương, Ngài cũng là vì cái này Huyền Khiếu Thông Thiên Đan mà đến sao? Nàng cảm ứng ra được, bây giờ cùng Thanh Huy cũng cùng hắn đồng dạng, đều ở vào linh đạo cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cái Huyền Khiếu Thông Thiên Đan, liền có thể tiến hơn một bước. Nhưng mà, cùng Thanh Huy đôi mắt đẹp đang nhìn một mắt viên kia, Huyền Khiếu Thông Thiên Đan, sau, lại lắc đầu, huynh quốc huynh thành tinh xảo mặt ngọc lộ ra một vòng cười yếu ớt, nói ta chỉ là tới xem một chút mà. Thôi, đối với cái này Huyền Khiếu Thông Thiên Đan, cũng không có nửa điểm hứng thú. Xem như Thái cổ tử Long Tước Thánh nữ nàng căn bản vốn không thiếu một quả này huyền khiếu thông thiên đan huống hồ từ linh đạo cảnh bước vào huyền đạo cảnh nàng càng muốn dựa vào bản lãnh của mình tiến vào nàng cũng có tự tin huyền đạo cảnh đối với nàng mà nói không tính khó khăn thì ra là thế nghe vậy mộc dung nguyệt nhẹ cười cười tâm tình khẩn trương cũng thoáng đã thả lỏng một chút nếu là cùng thanh huy cũng gia nhập vào trong cạnh tranh lấy nàng địa bảng thứ ba triều thành ấn ký còn thật sự có rất lớn cạnh tranh lực có thể thiếu đi như thế một cái đối thủ là một kiện chuyện may mắn giữa sân ồn ào náo động bầu không khí kéo dài hảo một mảnh khắc đột nhiên tống trác hơi nhíu lông mày nâng lên một cái tay hướng về hư không nhẹ nhàng đè ép nhất thời toàn bộ đại hội đấu giá chàng cuồng phong bao phủ linh khí bạo động đầy trời ồn ào náo động thanh âm lập tức bị chân áp xuống dưới tất cả mọi người đều ngậm miệng lại không còn dám ồn ào đây cũng là tống trác có cường đại lực chân nhiếp tin tưởng không cần ta giới thiệu rất nhiều người cũng đã trước đó từng biết rõ trong tay ta viên đan dược này tên là huyền khiếu thông thiên đan tác dụng đi đó là có thể để cho người ta một bước thông thiên, từ linh đạo cảnh đỉnh phong, bước vào huyền đạo cảnh. Tống Trác mỉm cười, đơn giản vài câu giới thiệu, cũng đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Viên đan dược này chủ nhân muốn đổi lấy một cái địa bảng trở lên ấn ký. Đối với kết quả này, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì huyền khiếu thông thiên đan có tư cách này. Ta chính là địa bảng tên thứ 11 cường giả, ta dùng chính ta triều thành ấn ký tới cùng hắn trao đổi. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, Ngân Sâm liền đứng lên, vung tay áo bào, hào phóng hô lên, âm thanh đinh tai nhức óc, giống như cuồn cuộn như sấm sét, giống như là muốn gào vỡ cả tòa cổ điện, địa bảng thứ 11, bực này thành tích không tính kém, dù sao có thể lên địa bảng giả, bất quá giải rác hơn 10 vị mà thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa kêu ra giá cả, Mộc Dung Nguyệt đại mi nhíu chặt, liền quả quyết đứng dậy, cách rèm châu, trong trẻo lạnh lùng nói, ta cũng là địa bảng cường giả, xếp hạng thứ 10, ta cũng lấy ra trong tay ta triều thành ấn ký cùng hắn đổi. Ngân Sâm cùng Mộc Dung Nguyệt đều lần lượt ra tay rồi, thật đúng là nhanh a à, hai người này minh tranh ám đấu đến bây giờ quả nhiên đã có nhất định ăn ý sau khi hai người liên tiếp kêu giá toàn trường tất cả mọi người cũng đều là lộ ra hài hước nụ cười nhìn lên một hồi trò hay diễn ra hai người này cũng đã là kẻ thù cũ a à, ngày bình thường cũng không ít đánh nhau một dung nguyệt người có tư cách gì cùng ta ở đây tranh quả nhiên sau khi nhìn thấy một dung nguyệt kêu giá ngân sâm sắc mặt âm trầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi giống to thực sự là chê cười trong buổi đấu giá đều bằng bản sự ta vì cái gì không có tư cách, ta chiều thành ấn ký, có thể so sánh ngươi còn muốn quý giá. Mộc Dung Nguyệt tuyệt không nuông chiều ngân sâm, cũng không chút nào sợ hắn, trực tiếp quát lên. Hai người đánh võ mồm, lẫn nhau không nhượng bộ, đấu giá trên ghế, tống chắc mặt không biểu tình, cũng không định nhúng tay, bực này mồm mép bên trên đấu hung ác, sớm đã là quá quen thuộc, chỉ cần không phải cố ý ở đây gây chuyện đánh nhau, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hừ, ngoại trừ chiều thành ấn ký, ta cho hắn lại thêm một bộ ta ngân ra thái cổ tuyệt học thần tượng tạo hóa quyết. Đây là ta ngân ra số lượng không nhiều đỉnh tiêm công phạt thần thuật, là ta ngân sâm vượt cấp mà chiến tư bản, bây giờ ta cùng nhau đưa cho hắn. Ngân sâm quát lên, không phải chỉ có một mình người có công. Phạt thần thuật, ta Mộc Dung Nguyệt, ngoại trừ triều thành ấn ký, cũng lại thêm một bộ đỉnh tiêm công phạt tuyệt học dược thần thuật. Mộc Dung Nguyệt rõ ràng lạnh quát lên, cấp độ kia kiên quyết bộ dáng, giống như là đồng dạng đối với cái này huyền khiếu thông thiên đan tình thế bắt buộc. Sàn bán đấu giá bên trong, toàn trường ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Ngân Sâm cùng Mộc Dung Nguyệt trên thân hai người, ở đó không chứa mùi khói thuốc súng đạo đánh võ mồm bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy hai người đối với cái này huyền khiếu thông thiên đan nhất định phải được quyết tâm. Nhưng mà, coi như hai người rằng có không xong lúc, một đạo nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh thanh âm, lại đột nhiên tại lúc này vang lên, chỉ là địa bảng 10 tên cùng 9 tên mặt hàng, cũng xứng ở đây tùy tiện kêu gào sao. Ta ra một cái địa bảng thứ 6 ân ký, trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, tại lầu hai bên trái chỗ, có một đạo dáng người cao ngất thanh niên, đang giấu ở rèm châu sau lưng, tản ra vĩnh hằng bất diệt cường đại cảm giác áp bách. Liễu Xuyên Hùng, khi nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc thời điểm, rất nhiều người đều ngẩn ra, phát ra chấn kinh thanh âm. Đối với người thanh niên này, bọn hắn đã không xa lạ gì, chính là địa bảng xếp hạng thứ 6 cường giả. Cùng huyền bảng hoàng bảng hoàn toàn khác biệt, cái này địa bảng bên trong, chỉ là tranh lệch một cái thứ tự, thực lực liền có khác biệt một trời một vực. Lui ra đi, hai người các ngươi, còn không có tư cách nhúng chạm cái này huyền khiếu thông thiên đan. Trầm thấp thanh âm lại độ vang lên, mà lần này, hắn không che giấu chút nào chính mình ý khinh miệt. Dù cho là hai người này liên thủ cùng một chỗ, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, có thể đem hai cái này cái gọi là thiên kiêu cho dẫm ở dưới chân. Ngân sâm cùng mục dung nguyệt sắc mặt, lần lượt trở nên khó coi. Nhưng mà, liễu xuyên hùng đắc ý thời gian, còn không có kéo dài bao lâu, liền có một đạo khác xâm nhiên thanh âm, đột nhiên vang lên, liễu xuyên hùng, người một cái địa bảng đệ lục ở đây phách lối cái gì, địa bảng cường giả, cũng không phải người tại xương tôn. Ta lưu tử minh, xuất một chút một cái địa bảng đệ ngũ triều thành ấn ký toàn trường bầu không khí đều trở nên trang nghiêm căng cứng đám người đồng tử cũng dần dần phóng đại lộ ra thần sắc kinh hãi không ra dự liệu của bọn hắn cái này huyền khiếu thông thiên đan đối với bất luận cái gì trên địa bảng cường giả đều có chí mạng tính chất dụ hoặc rất nhiều địa bảng cường giả đều dần dần bắt đầu hạ tràng cạnh tranh lưu tử minh trước ngươi không phải tại hắc ám tuyệt vực khu vực phía nam nhận được một cái di tích truyền thừa sao ngươi còn tới xem náo nhiệt gì liễu xuyên hùng nắm chặt nắm đấm có sát cơ ngập trời tràn ra, tức giận nhìn chằm chằm về phía lầu hai một chỗ phòng khách mà đi. Nhưng mà, tại gian kia không tính lớn trong dạp, một vị thanh niên thần bí nhắm mắt bất động, không hề bận tâm, giống như một bức tượng thần ngồi xếp bằng, quanh thân lưu chuyển huyền bí đại đạo hoàng khí, cái thế vô song, có vương giả khí khái hiện ra. Không có ai sẽ ngại bảo vật của mình quá nhiều, ta mặc dù thu được thái cổ thời kỳ một vị nào đó đại năng tiền bối truyền thừa, nhưng cái này huyền khiếu thông thiên đan, ta cũng chắc chắn muốn. Lưu Tử Minh thản nhiên nói, trùng tiêu thần mang đem hắn vần quanh, hắn mỗi một tắc cơ thể đều có thuần túy linh khí đang cuộn trào, cái này cũng không là bình thường linh khí, mà là thuộc về thái cổ thời kỳ thiên địa bản nguyên chi khí, nhìn ra được, trên người hắn kỳ ngộ, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Liễu Xuyên hùng sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, ngập trời sát cơ giống như ngưng tụ thành ửng đỏ chi quang giống như tại hắn thân. Thể chung quanh quấn quanh lấy, làm cho quanh thân nhiệt độ đều giống như xuống tới điểm đóng băng. Nhưng mà, đối mặt với đối phương tức giận, Lưu Tử Minh từ đầu đến cuối không hề bận tâm, những sự tình này giống như là không cách nào nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn hắn phảng phất thiên tài giống như tinh khiết xuất trần ngồi ngay ngắn ở phòng khách rèm châu sau đó chỉ để lại một thân ảnh mờ ảo cho thế nhân khanh khách còn thật thú vị a à, liền lưu tử minh ngươi cũng xuống chàng vậy ta hồng ngọc chẳng phải là cũng phải tới góp một góp náo nhiệt này nếu không cũng quá không biết được khôi hài tiểu nữ hồng ngọc ra một cái địa bảng để tứ triều thành ân ký ở một tòa khác trong dạp một đạo nũng nịu thanh âm cô gái mang theo vô tận mỹ cốt nhẹ nhàng truyền ra mỗi một cái âm đều tựa như ẩn chứa ma lực thần kỳ, có thể làm cho tâm thần người dạo rực, say mê trong đó. Tầm mắt của mọi người thay đổi vị trí đi qua, tại gian kia trong dạp, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đạo dáng người thướt tha, giống như cảnh liễu khinh vũ, tiên cơ ngọc thể, lộ ra một cỗ siêu thoát trần thế khí chất nữ tử thần bí, yên tĩnh ngồi ngay thẳng. Không Ngọc, địa bảng đệ tư tuyệt đại mỹ nhân a không nghĩ tới nàng cũng tới. Một cái huyền khiếu thông thiên đan, thế mà đem nhiều như vậy địa bảng thiên kiêu đều nổ ra tới, cái này, trò hay càng ngày càng thịnh lớn a vô số kinh hoa thanh âm tại lúc này sôi trào vang lên tất cả mọi người đều không nghĩ tới vì cái này huyền khiếu thông thiên đan liên tiếp đã có chừng mấy vị địa bảng cường giả đều xuống tràng lúc này không ít người phải ánh mắt đều thay đổi vị trí hướng về phía lầu hai phương hướng ngay cả địa bảng đệ tứ thiên kiêu đều ra mặt bọn hắn cũng rất tò mò truyền thuyết này bên trong địa bảng thứ hai cùng cái kia địa bảng người thứ ba sẽ không động hợp tác nhưng mà trần mộc cùng cùng thanh huy từ đầu đến cuối cũng không tính chen vào phần này náo nhiệt giống như ngồi ở lầu hai phòng khách bên trong, yên lặng nhìn xem trận này trò hay biểu diễn. Hừ, cuối cùng, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, hiện trường tất cả âm thanh đều tại đây khắc đột nhiên toàn bộ biến mất, từ lầu hai một tòa phòng khách bên trong, mơ hồ trong đó có một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm thần sợ rung động. Ta ra một cái địa bảng đệ nhất triều thành ấn ký. Một đạo trịch địa hữu thanh thanh niên thanh âm truyền ra. Nguyên bản ồn ào bên trong phòng đấu giá, tĩnh như ve mùa đông. Liên đấu giá trên tiệc tống trác đều đi theo hít mắt đáy mắt lập lè nhiều hứng thú thần sắc cái này ra giá không người có thể đủ dung chuyển ngoại trừ thái cổ đế tộc những cái kia thiên bảng cấp bậc cường giả bằng không mà nói đây chính là giá cao nhất lâm thương sinh hắn quả nhiên tới tất cả địa bảng thiên kiêu cùng nhau đem ánh mắt rời đi đi qua mắt lộ ra vẻ kiêng rè ở đó một chỗ trong rạp mơ hồ trong đó ngồi một cái nam tử áo tím hắn dáng người vĩ ngạn toàn thân giống như xích hỏa giống như có nhiệt độ kinh khủng tại lan tràn hắn hai con ngươi như thần điện có thể đánh xuyên vạn cổ hư không tản ra lực lượng vô tận cùng uy nghiêm bây giờ mộc dung nguyệt hàm răng cắn chặt môi đỏ dường như có chút không cam tâm nhưng cuối cùng bất lực thay đổi cái này một cái cục diệt chỉ có thể ngồi liệt trên ghế ngồi ủ rũ cái kia trương thanh lãnh cao quý gương mặt càng là lộ ra có mấy phần tái nhợt địa bảng đệ nhất ai có thể tranh đến qua hắn mộc cô nương quên đi thôi cái này huyền khiếu thông thiên đan nhất định sẽ là lâm thương sinh vật trong bàn tay chúng ta hay là chớ cùng hắn đoạt miễn cho rước họa vào thân Chu Vũ Thông lúc này cũng là thở dài một hơi, an ủi một. Câu, thôi, Mộc Dung Nguyệt chán cụp xuống, tinh xảo gương mặt như tranh vẽ, lộ ra một vẻ cười khổ, âm thầm nắm tay ngọc, đầu ngón tay thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, đem tay không đều đâm xuyên ra giọt giọt màu đỏ sẫm huyết châu. Cái này Huyền Khiếu Thông Thiên Đan, ta muốn, ai dám ra giá nữa, chính là đối địch với ta. Lâm Thương Sinh lại độ lên tiếng, giống như là đang tuyên bố mình tại địa bảng vị trí trưởng khống quyền, hắn nhìn quanh một vòng lầu hai địa bảng cường giả vị trí, trịnh trọng cảnh cáo. Bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người ở đối phương cảm giác áp bách phía dưới, đều khẩn trương đến không dám miệng lớn hô hấp, liền ngay cả những thứ kia địa bảng thứ tư thứ năm những thứ này thiên kiêu, cũng từng cái trầm mặc không nói gì, ngồi xuống. Lâm Thương Sinh địa bảng đệ nhất, cũng không phải là nói một chút mà thôi, tại trong trận này triều thánh lộ chi chiến, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, đều chất ở trong tay hắn, vị này ngoan nhân, đồng dạng là có cực lớn lực uy hiếp. Ha ha, tất nhiên không có ai ra giá mà nói, cái kia cái này huyền khiếu thông linh đan, nhưng là giải quyết dứt khoát, Đấu giá trên ghế, Tống Trác cười cười, liền muốn gõ phía dưới mặt bàn, hết thảy đều kết thúc lần này đấu giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không quá hài hòa âm thanh vang lên, chậm đã. Trần huynh, Chu Vũ Thông cùng Mục Dung Nguyệt ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Mộc, vừa mới đạo này thanh âm không hài hòa, chính là Trần Mộc kêu lên. Phát giác được hậu phương động tĩnh, Tống Trác mỉm cười, nói còn có người nghĩ ra giá cả sao? Địa bảng đệ nhất đã rất cao a, trừ phi là lấy ra thiên bảng ấn ký. Lâm đại ca, hắn chính là Trần Mộc. Tại Lâm Thương Sinh bên cạnh, có một vị tiểu đệ tựa hồ nhận ra Trần Mộc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng hướng Lâm Thương Sinh bẩm báo chuyện này. Nghe vậy, Lâm Thương Sinh ánh mắt cũng là lập tức thay đổi, vụt một cái liền rời qua, đáy mắt tràn ngập tức giận giữ tận sát cơ, nếu không phải là Tống chắc còn ở nơi này, bằng không mà nói, hắn bây giờ đã muốn bạo khởi rất người. Gia hỏa này, là cố ý sao? Lâm Thương Sinh siết chặt nắm đấm, đồng tử trở nên đỏ thắm, giống như một đầu tóc cuồng lên hung thú giống như, bất quá, hắn cuối cùng vẫn cưỡng ép nhịn xuống cỗ này sát nghiệp, gần từng chữ, mang theo băng lãnh túc sát chi khí, nói chỉ là địa bảng thứ hai, người có tư cách gì ở trước mà ta kêu gào? chẳng lẽ người còn có thể lấy ra siêu việt địa bảng triều thành ấn ký sao? trong phòng đấu giá, từng tia ánh mắt đều hội tụ ở trần mộc trên thân, trong mắt đều hiện đầy vẻ kinh nghi, vừa mới lâm thương sinh liền đã lập xuống tranh tranh sắt âm, nếu ai dám ra giá, người đó là đối địch với hắn. mà trần mộc vậy mà đem đoạn này uy hiếp lời nói coi như gió bên tai, cũng rất tế nhị, huống hồ địa bảng thứ hai ấn ký có thể so sánh địa bảng đệ nhất kém một mảng lớn a vốn định bán đứng một chút điểm tình báo hố một chút tiểu tử này không nghĩ tới tiểu tử này thế mà chính mình đụng vào hố lửa rất có ý tứ ngân sâm nhếch miệng nở nụ cười người bình thường gặp gỡ lâm thương sinh trốn đều tránh không kịp mà trần mục ngược lại tốt xem như rất hắn đệ đệ cừu nhân thế mà chính mình chủ động đụng vào còn nghĩ cùng hắn đối nghịch đây không phải nợ cũ thêm thù mới sao ta đích xác không có thiên bảng ấn ký ở đó vô số đạo ánh mắt chăm chú, Trần Mộc cũng là cười nhạt một tiếng, đạo. Nghe vậy, Lâm Thương Sinh sắc mặt càng âm trầm, hắn cảm thấy Trần Mộc chính là đang cố ý đùa nghịch hắn, lúc này phẫn nộ nói, không có thiên bảng ấn ký, ngươi dựa vào cái gì tùy tiện đánh gãy đấu giá hội tiến hành, ngươi đây là đang cố ý làm dối, ta bây giờ thỉnh cầu tống đại nhân, đem hắn đánh gãy tứ chi, khu trục ra đấu giá hội, hơn nữa tước đoạt hắn tham gia chiều. Thánh trận chiến tư cách, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lâm thương sinh thật đúng là ngoan độc a à, chỉ là đánh gãy một chút đấu giá hội liền muốn về đi người khác tứ chi đấu giá trên ghế tống chắc khi nghe đến trần mộc lời nói sau cũng là khẽ nhíu mày ánh mắt đều trở nên không vui nói tất nhiên không có vậy thì ngồi xuống còn dám vô cớ làm dối đánh gãy đấu giá hội tiến hành liền phải khu trục ra buổi đấu giá tống đại ca ta mặc dù không có thiên bảng ấn ký nhưng mà ta nguyện ý lấy ra địa bảng thứ hai triều thành ấn ký lại thêm một gốc tuyệt thế dược vương không biết có thể có tư cách tham dự đấu giá Trần Mộc cười nói, tiếp lấy, bàn tay hắn mở ra, có một đạo rực rỡ diễm lệ linh quang lóe lên đi ra. Đạo này linh quang vừa xuất hiện, toàn bộ đại hội tràng đều tràn ngập làm cho người sống mơ mơ màng màng mùi thuốc chi vị, cỗ này mùi thuốc cùng đan hương so sánh, cũng không tính nồng đậm, nhưng lại lộ ra dị thường mùi thơm ngát, người một trong miệng giống như là bị thiên địa tinh hoa bị hung hăng tẩy lấy qua một lần giống như, mỗi một tấc mấu thịt đều tràn đầy lực lượng cường hãn. Linh quang bên trong, có một gốc tiểu thụ một dạng cổ dược lơ lửng, tiểu thụ óng ánh trong suốt, lộng lấy tịnh lệ mỗi cái lá cây đều màu sắc sung mãn có nhật nguyệt quang hoa ở phía trên lượn lờ càng lưu chuyển đạo vận khí thế thần bí lạ thường không thể khinh nhờn quả nhiên là tuyệt thế dược vương rất nhiều người khi nhìn đến gốc cây này cổ dược lúc đều lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng ai ngờ rằng ra hỏa này trong tay lại còn có dấu vật hiếm thấy như thế hơn nữa bọn hắn nhìn ra được cái này còn không phải là thông thường cổ dược vương tại cây nhỏ bên trên này có rất rõ ràng long mạch khí vận còn quấn bực này long mạch khí vận là giữa thiên địa nhất là khan hiếm tinh hoa vật chất, có long mạch này khí vận, gốc cây này tuyệt thế dược vương dược lực, sẽ rõ ràng gấp bội đề thăng. Như thế nào, địa bảng thứ hai ấn ký, lại thêm cây thuốc này vương, dù sao cũng so phải bên trên trên người người địa bảng đệ nhất ấn ký đi. Trần Mộc mỉm cười, đạo, hắn ban đầu ở man cổ trong tiểu thế giới, tổng cộng thu được 4 cây tuyệt thế dược vương, có 3 cây luyện chế thành đan, phân cho cùng thanh huy cùng cơ thanh, đến nối cuối cùng này một gốc dược vương, nhưng là từ đầu đến cuối bị hắn giữ lại lấy. Khi cái này làm cho người sống mơ mơ màng màng mùi thuốc chi vị tràn ngập mở ra lúc, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, dù cho là đấu giá trên ghế tống chắc, đáy mắt đều lộ ra nóng bỏng chi sắc, bực này cổ dược dược vương, tuyệt đối không thấy nhiều, dù cho là tại viễn cổ trong thánh địa, không phải hạch tâm đệ tử, cũng rất khó có cơ hội thu được. Liền hắn cũng không nghĩ đến, cái này tên là Trần Mộc thiếu niên, thế mà trong tay có được một gốc cổ dược vương. Tống chắc ánh mắt kinh ngạc, dừng lại ở cây thuốc này vương phía trên, cho dù ai đều thấy được hắn động tâm bộ dáng. Bất quá, Tại sau một lát hắn hay là đem thu hồi ánh mắt lại, mỉm cười, mặt hướng toàn trường, nói, không hề nghi ngờ, gốc cây này cổ dược lại thêm cái này địa bảng thứ hai triều thành ấn ký, hắn tổng giá trị đích xác vượt qua địa bảng đệ nhất triều thành ấn ký, bất quá. Trần huynh, không biết gốc cây này cổ dược vương, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, bán cho ta. Không khí trong nháy mắt có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình cổ quái, dù cho là lâm thương sinh dạng này thiên kiêu, đều có chút kinh ngạc, mở to đồng tử, kinh ngạc nhìn đây hết thảy cái này nguyên bản xem như đấu giá sư người, vậy mà tại bây giờ ngược lại muốn thu mua Trần Mộc trong tay gốc cây này cổ dược phương. Tống Trác ra sân, luôn luôn đều là vô cùng thần bí, cái sau xem như viễn cổ thánh địa người, được phái. Tới ở đây trấn thủ vạn khôi thành, duy trì trật tự, bản thân cái này liền đại biểu cho, hắn là một vị có thể đủ đè ép được đông đảo thiên kiêu cường giả cái thế, cho dù là thái cổ đế tộc thiên bảng cao thủ, đều phải ở trước mặt hắn ngoan ngoãn không dám nhiều hơn tạo tứ. Mà như vậy dạng một vị để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ cường giả, bây giờ thế mà chủ động phá vỡ phòng đấu giá quy củ muốn thu mua trần mộc trong tay gốc cây này cổ dược vương trần mộc cười cười đối với một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nói tất nhiên tống ca đều hô ta một câu trần huynh đó chính là đem ta trần mộc xem như là bằng hiếu đã bằng hiếu cái kia nói gì mua bán mà nói gốc cây này cổ dược vương nếu là tống ca ưa thích cứ lấy đi chính là có thể cùng tống ca dạng này người giao hảo là phúc phần của ta gia hỏa này thật là đủ dịu dàng lầu hai chỗ xem như địa bảng đệ tứ hồng ngọc cũng nhịn không được đi theo biếu môi không thể không nói, Trần Mục lời nói này nói đẹp vô cùng, đây quả thực là sắp cùng Tống Trác Sương Huynh gọi đệ. Tại chỗ rất nhiều người, cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ, mặc dù không quen nhìn Trần Mục điệu bộ như vậy, nhưng cũng phải thừa nhận ra hỏa này rất biết làm người, ít nhất, lời nói này vừa ra tới, Tống Trác tất nhiên sẽ đối với hắn có không giống nhau hảo cảm. Cái này hỗn đản, ngân sâm âm thầm cắn răng, hắn thật đúng là coi thường Trần Mục, ra hỏa này xem ra cũng không phải một cái vô não mặt hàng. Quả nhiên, Tống Trác cái kia trương xưa nay lạnh nhạt khuôn mặt, cũng là tại lúc này chậm rãi lộ ra một nụ cười, mặc kệ Trần Mộc trong lời nói này, có mấy phần là thực sự, mấy phần là giả, nhưng ở trên mặt mũi, hay là cho đủ hắn. Ha ha, Trần Huynh quả nhiên là một cái người sảng khoái, xem ra người người bạn này, vẫn là rất hợp tâm ý của ta. Bất quá, ta tống chắc làm việc lỗi lạc, còn không đến mức cần chiếm người tiện nghi, như vậy đi, gốc cây này cổ dược vương tại trong thần vực giá bán là 20 triệu mai nguyên tinh, ta cho người 30 triệu, người đem gốc cây này cổ dược vương bán cho ta, như thế nào? 3.000 vạn mai nguyên tinh, nghe đến đó tại chỗ không ít người đều hít thật sâu một hơi hơi lạnh chỉ cảm giác nội tâm một hồi không có gì sánh kịp rung động ba vạn đây đã là một cái con số phi thường khổng lồ đặt ở trong thần vực cho dù là một chút cổ tông môn toàn bộ nội tình đều không bỏ ra nổi ba vạn mai nguyên tinh khá lắm chúng ta thanh vân tông chỉ sợ cũng không có thâm hậu như vậy nội tình cơ thanh cũng đi theo tắc lưỡi từ cái này cũng có thể thấy được xem như viễn cổ thánh địa người mỗi một cái cũng là giàu đến chảy mỡ a à. trong phòng đấu giá xôn xao âm thanh một mảnh Mặc dù rất nhiều địa bảng cường giả, đối với Tống Trác đánh vỡ đấu giá hội quy củ mà có chút bất mãn, nhưng lại không người dám biểu lộ tức giận, dù sao bên trong vạn khôi thành này vẫn là Tống Trác những thứ này viễn cổ thánh địa người định đoạt. Trần Mộc cười nhạt một tiếng, nói Tống ca nếu đều nói như vậy, tiểu tử kia liền cảm ơn Tống ca hảo ý, gốc cây này cổ dược vương ngươi cầm lấy đi. Hắn cũng là vô cùng dứt khoát, bàn tay vung lên, đạo kia lập lòe rực rỡ xanh biếc tia sáng cổ dược vương, liền hóa thành một vệt sáng, bắn về phía Tống Trác phương hướng. Tống Trác đưa tay bắt được đạo kia linh quang tinh tế quan sát một lúc sau, trên gương mặt nụ cười liền càng thêm dày đặc mấy phần, hắn cảm thụ được đi ra, gốc cây này cổ dược vương năm ít nhất là 10 vạn năm trở lên, cho dù là đặt ở trong thần vực, cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Nói đến đây vẫn là ta được một chút lợi lộc, người người bạn này, ta giao. Tống Trác cười nhạt nói, tiếp lấy, hắn vung tay lên, một cái tu di giới liền bay về phía trần mộc, trong lúc mơ hồ, có vô cùng rồi rào thiên địa bản. Nguyên chi khí, từ trong đó lan tràn ra, cái này tống chắc tại viễn cổ thánh địa trong, cũng là có không thấp địa vị, bằng không mà nói, cũng rất khó như thế nhẹ tô lại nhạt liền lấy ra 3.000 vạn mai nguyên tinh, như vậy con số cho dù là một chút cổ tông môn, cũng là làm không được. Trần Mục tiếp nhận cái này tu di giới sau đó, cũng không có đi kiểm kê bên trong nguyên tinh số lượng, lấy tống chắc năng lực, còn không đến mức để lừa gạt hắn, hắn hướng về phía địa bảng đệ nhất lâm thương sinh dương lên tay, cười nói, lâm huynh, bây giờ không biết ta có hay không có tư cách này nữa nha. Lâm thương sinh sắc mặt, âm trầm có chút đáng sợ, hắn đáy mắt có kiềm chế không ngừng sát cơ ngập trời, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Oanh, đột nhiên, hắn nắm chặt song quyền, không có gì sánh kịp cuồng bạo ba động, giống như một vùng ngân hà đang cuộn trào, cơ hồ muốn bao phủ tòa cổ điện này, kinh khủng tuyệt luân, tia sáng che khuất bầu trời, mắt thường khó mà nhìn thẳng. Tại chỗ rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt, cho dù là thái cổ đế tộc một chút thiên kiêu, đáy mắt cũng là lập loè vẻ kinh ngạc, cái này có thể thu được địa bảng đệ nhất phiến cổ con em thế gia, xem ra cũng không phải cái gì phổ thông hạng người. Bực này kinh khủng tuyệt luân cuồng bạo ba động, đã là đạt đến linh đạo cảnh đỉnh phong, chỉ kém như vậy một bước, liền có thể bước vào huyền đạo cảnh. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là dự định động thủ sao? Rất nhiều người đều mí mắt trực nhảy, cảm thấy nội tâm vô cùng minh mông, nơi này chính là vạn khôi thành đấu giá hội A, đừng nói là bọn hắn những thứ này địa bảng cao thủ, liền xem như thiên bảng cường giả tới, cũng không dám tùy tiện động thủ, cái này lâm thương sinh chẳng lẽ còn dám tạo tứ sao? Coi như lâm thương sinh bộc phát ra cái này ngập trời sát cơ lúc, tống chắc lại đột nhiên híp mắt, cười nói, lâm thương sinh, người điệu bộ này, chẳng lẽ là muốn đập buổi đấu giá này sao? Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng cũng có 10 phần lực chấn nhiếp, chỉ thấy từ hắn đỉnh đầu bên trong bắn ra một đạo quang hoa, đạo ánh sáng này hoa trên không trung ngưng tụ thành một đạo cánh cửa thế giới, môn bên trong có long, hoàng, bạch hổ, huyền vũ tứ tư tượng cùng gieo vang, thiên băng điện liệt, sông cạn đá mòn, phá hủy hết thảy, làm tâm thần người sợ rung động. Tại tứ tư tượng vần quanh chi trọng, tống chắc giống như là cổ chi đại đế chuyển thế giống như, hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý khinh miệt, như tử vi tuần tra, lãnh đạm nhìn về phía Lâm Thương Sinh. Bây giờ, liền xem như lầu hai chỗ rất nhiều thái cổ đế tộc thiên kiêu, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cái này tống chắc, cũng không hổ là có thể bị viễn cổ thánh địa phái tới người, hơi hơi triển lộ tranh vanh, liền đã có khí chàng đáng sợ như vậy, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà lòng sinh đối kháng chi ý. Thật mạnh a, à, ngay cả cha ta cũng không có khí chàng như vậy, đây chính là đến từ viễn cổ thánh địa trọng lượng sao? Cơ thanh toàn thân run rẩy, cứ việc tống chắc rất trẻ trung, thậm chí đều không giống như hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng có khí thế này cùng linh lực, nhưng phải vượt xa cha của hắn, đây chính là viễn cổ thánh địa mị lực A, ai cũng không biết tống chắc là thế nào tu luyện, nhưng hắn chính là có được thực lực kinh người như thế. Lầu hai trong dạp, Trần Mộc hai chân vén, đang ngồi yên lặng, cái kia gương mặt thanh tú bảng vung lên một vòng nhiều hứng thú độ cong, không hoảng hốt không sợ, cứ như vậy nhìn xem lâm thương sinh biểu diễn, không có sợ hãi. Lão đại, đừng xung động, tại lâm thương sinh bên cạnh, có rất nhiều tiểu đệ đều đi ra khuyên can, bọn hắn coi như tỉnh táo, biết được động thủ, sẽ tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả đáng sợ. Lâm Thương Sinh sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt như đuốc hỏa giống. Như đang thiêu đốt ngọn lửa tức giận, nhưng hồi lâu sau, hắn vẫn là đè xuống nội tâm sát cơ ngập trời, đem quanh thân bạo phát linh lực đều thu liếm, hít mắt, cười nói, Tống ca ở đây, ta tự nhiên không dám nhiều hơn làm càn. Hừ, người có như thế giác ngộ, đó là tốt nhất rồi. Tống chắc lạnh rên một tiếng, tiếp lấy vùng tay lên, quanh thân kinh thiên dị tượng, cũng tận số tán đi, bất quá, cái kia tứ tượng chịu uy vẫn như cũng lưu lại trong đầu của tất cả mọi người, để cho rất nhiều người đều biết, vị này đến từ viễn cổ thánh địa người, tuyệt đối là một rất mạnh kinh khủng gia hỏa. Đấu giá hồi tiếp tục, Tống Trác tuyên bố, bị Lâm Thương Sinh cắt đứt một hồi, trong sân lửa nóng bầu không khí, không chỉ không có mảy may lui giảm, ngược lại còn càng thêm tăng vỏ đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên vô cùng nóng bỏng, bực này không khói súng cạnh tranh, thường thường càng thêm kích động người ánh mắt. Trần Mộc giơ tay lên một cái, cười nói ta ra địa bảng thứ hai triều thành ấn ký, cộng thêm 3.000 vạn mai nguyên tinh, mua xuống cái này huyền khiếu thông thiên đan. Hoa, không ngoài dự liệu, toàn trường vang lên một phen sôi trào, liền ngay cả những thứ kia thái cổ đế tộc kiệt xuất thiên kiêu, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, giá cả như vậy, đã coi như là vô cùng cao, không nói là cái kia triều thành ấn ký, liền vẻn vẹn là cái này 3000 mai nguyên tinh, cũng không phải là bình thường người có thể cầm ra được. Đấu giá trên ghế, Tống Trác mỉm cười, mặt hướng toàn trường, nói, còn có người muốn ra giá sao? Nếu như không có, cái này huyền khiếu thông thiên đan, liền muốn về trần mục tiểu hữu đoạt được chậm đã nhưng mà coi như tất cả mọi người đều cảm thấy viên đan dược này đấu giá sắp hết thảy đều kết thúc lúc lâm thương sinh xâm nhiên âm thanh cuối cùng là vang lên lần nữa hắn ngẩng đầu trong ánh mắt hận ý đã đạt đến không cách nào hình dung trình độ tiểu tạp vái ngươi cho ta không có thủ đoạn khác sao lâm thương sinh khóe miệng một phát lộ ra nụ cười dữ tợn trần một con mắt hơi hơi nheo lại cũng không đáp lời đã thấy lâm thương sinh đột nhiên hướng về phía bên cạnh tất cả tiểu đệ nói vậy các ngươi trên thân tất cả nguyên tinh đều lấy ra lão đại cái này những cái kia tiểu đệ đều có chút khó khăn bọn hắn cũng không có lâm thương sinh như thế bối cảnh những thứ này nguyên tinh cũng là toàn bộ của bọn họ ra sản a à. lấy ra lâm thương sinh quát lên con mắt đều trở nên đỏ thấm giống như là một đầu đã lâm vào trong nổi điên như dã thú cái kia tinh hồng sắc dư tợn lạnh ý để cho người ta toàn thân lông tơ dựng thẳng cảm thấy không hiểu ý lạnh những cái kia tiểu đệ bị lâm thương sinh bây giờ bộ dạng này trạng thái dọa sợ không dám ngỗ nghịch vội vàng đem trên người mình tất cả nguyên tinh đều lấy ra bất quá chỉ dựa vào cái này một chút còn là chưa đủ gọp đủ 3.000 vạn mai nguyên tinh, những thứ này tiểu đệ đều không phải là viễn cổ thế gia xuất thân, cũng không có lớn như vậy tài lực. Lâm thương sinh ánh mắt vừa nhìn về phía nơi xa ngồi xếp bằng ngân sâm, quát lên, ngân sâm, lấy thêm ra 1.000 vạn mai nguyên tinh cho ta mượn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía ngân sâm phương hướng mà đi, bọn họ cũng đều biết, ngân sâm cùng lâm thương sinh quan hệ trong đó, từ trước đến nay rất không tệ, nhưng mà, cũng còn không có đạt đến sinh tử chi giao trình độ, như thế nào có thể sẽ đem khổng lồ như vậy số lượng nguyên tinh cấp cho Lâm Thương Sinh. Huống hồ, cho mượn đi đồ vật, còn có thể sẽ còn trở lại không? Ngân Sâm sắc mặt có chút khó coi, trước mặt mọi người bị Lâm Thương Sinh mượn nguyên tinh, hắn bản năng muốn cự tuyệt, liền cười ngượng nói, Lâm lão ca, ngươi nhưng là có chút làm khó ta, ta cái này cũng không đủ a, à, ngươi có, ta biết ngươi có, mượn vẫn là không mượn. Ngươi xem đó mà làm, Lâm Thương Sinh lạnh lùng nói, cái này đã xem như ở giữa tiếp tính chất uy hiếp. Bây giờ địa bảng cường giả bên trong liền đếm ngân sâm xếp hạng cuối cùng nhất hơn nữa ngân sâm ra hỏa này từ trước đến nay âm tàn rất người đoạt bảo sự tình không biết làm qua bao nhiêu hồi trong tay đã sớm giàu đến chảy mỡ lại thêm hắn vẫn là viễn cổ thế gia xuất thân trong tay làm sao có thể không có điểm hơn người tài lực ngân sâm sắc mặt rất khó nhìn ở dưới con mắt mọi người bị người vay tiền còn có sau đây càng suy sự tình sao huống chi cái này đạp ngựa nói là mượn nhưng làm sao lại hoàn bây giờ cái này đời đời vay tiền đều là đại gia đồ đần đều biết là không thể nào sẽ trả bất quá lâm thương sinh thực lực đã vừa mới triển lộ qua khoảng cách huyền đạo cảnh chỉ kém một bước xa nếu là lần này không mượn, làm hại lâm thương sinh không thể cầm xuống cái này huyền khiếu thông thiên đan hắn là chắc chắn chạy không khỏi lâm thương sinh lửa giận trả thù đạp ngựa suối quẩy ngân sâm âm thầm tức giận mắng một tiếng sớm biết liền không nên cùng lâm thương sinh đi được quá gần cái này suy nhân tại căm tức suy nghĩ phía dưới hắn hay là đem tu di giới ném ra trong này tràn đầy lấy bảng bạc thiên địa như biển bản nguyên nghĩ đến trong đó nguyên tinh, đã đạt đến một cái vô cùng khả quan con số. Đang mượn ra nguyên tinh sau đó, ánh mắt của hắn lại hung ác nhìn chằm chằm về phía Trần Mộc, đều do ra hỏa này, êm đẹp đi ra mù lẫn vào cái gì a, à, không có việc gì lại để cho hắn ném đi một nghìn vạn mai nguyên tinh ra ngoài. Một nghìn vạn mai nguyên tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là dựa vào rất người cướp hàng làm giàu ngân sâm, đều cảm thấy một hồi nhức nhối. Cầm tới ngân sâm tu di giới sau, Lâm Thương Sinh cảm ứng một chút bên trong mạch số, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy, hắn đem ánh mắt xâm nhiên chuyển hướng Trần Mộc, sát cơ lạnh thấu xương, băng lãnh nói, người có thể đem ta lâm thương sinh bước đến loại trình độ này, cũng coi như là một người có bản lãnh, bất quá, trận này cạnh tranh, cười đến cuối cùng người, cuối cùng lại là ta. Địa bảng đệ nhất, lại thêm đồng dạng 3.000 vạn mai nguyên tinh, đây cũng là ta sở xuất giá cả, người nếu là có bản sự, liền đến tiếp tục tăng giá lên. Lâm thương sinh diện mục dữ tợn thậm chí là có chút bắt đầu vặn vẹo cái kia tinh hồng sắc trong con mắt tàn mát ra hung tàn chi ý Giống như là một đầu nổi giận bên trong cuồng thú giống như, có một chút cuồng loạn điên cuồng hương vị. Bây giờ, bên trong phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lâm Thương Sinh cuồng loạn tiếng gào thét, còn như là sấm nổ giống như ở trong sân quanh quẩn, điếc tai phát hội, làm lòng người sinh kinh hãi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Lâm Thương Sinh đối với cái này Huyền Khiếu Thông Thiên Đan là ôm nhất định lấy chi tâm, hắn cách huyền đạo cảnh chỉ kém một bước, mà cái này Huyền Khiếu Thông Thiên Đan chính là có thể để hắn một bước thông thiên cơ duyên. Trần Mục nhíu mày, có chút buồn cười nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới, cái này lâm thương sinh thế mà như thế bỏ xuống được trọng bản, đây đã là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cầm xuống cái này huyền khiếu thông thiên đan A. Tất nhiên lâm huynh như thế ưa thích viên đan dược này, vậy ta trần mộc cũng không tốt lại cướp người yêu, lần này cạnh tranh, ta thối lui ra khỏi, chúc mừng chúc mừng. Trần mộc vô cùng không câu chấp nở nụ cười, còn ôm quyền thay lâm thương sinh chúc mừng. Nghe trần mộc cái kia tiện hề hề tiếng cười, vốn là đè lên một đoàn lửa giận lâm thương sinh, bây giờ càng là có muốn lần nữa bộc phát khuynh hướng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cứng rắn nhịn xuống. Trần Mộc, người nhớ, kỹ, mấy người đấu giá hội kết thúc, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chất không có chỗ chôn Lâm Thương Sinh hung tợn nói, trận này đấu giá, vốn là không có bất kỳ huyền niệm gì, bởi vì thái cổ đế tộc trướng mắt một quả này huyền khiếu thông thiên đan, mà để ý nó địa bảng cao thủ, lại không sánh bằng hắn, hắn cái này địa bảng đệ nhất, hoàn toàn là có thể dễ dàng liền cầm xuống viên đan dược này, nhưng lại bởi vì Trần Mộc nửa đường làm dối, làm hại hắn còn phải mặt khác thanh toán 3.000 vạn mai nguyên tinh bực này đại giới đã là khá cao ngang. Tống ca, trực tiếp tuyên bố kết quả a." À. Trần Mộc ngồi ở phòng khách bên trong, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói. Tống chắc nhìn một chút Trần Mộc, đồng dạng cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn ra được, Trần Mộc đối với cái này Huyền Khiếu Thông Thiên Đan, tựa hồ cũng không có quá lớn chấp nhất, cái này tỏ rõ chính là muốn hung hăng làm thịt Lâm Thương Sinh một thanh, bất quá, đấu giá hội quy cổ tại, cho dù là biết được Trần Mộc tâm tư, Lâm Thương Sinh cũng không thể tránh được, chỉ có thể bị thúc ép vào cuộc. Như vậy cái này huyền khiếu thông thiên đan đấu giá đến đây là kết thúc cuối cùng giá đấu giá vì địa bảng đệ nhất triều thành ấn ký lại thêm ba nghìn vạn mai nguyên tinh sau khi tống chắc tuyên bố kết quả cuối cùng trận này làm người say mê đại náo kịch cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian rất nhiều người nhìn thấy một màn này sau cũng đều là âm thầm tắc lưỡi một cái huyền khiếu thông thiên đan bị chụp ra cao như thế giá trên trời cũng không biết lâm thương sinh là thiệt thòi đã thắng bất quá những cái kia đi theo lâm thương sinh lẫn vào tiểu đệ nhưng là bị lão tội vô duyên vô cớ tất cả bị quét đi bây giờ mặt của bọn hắn giống như là ăn liệng tầm thường khó coi bọn hắn không dám đem lửa giận phát tiết đến trên thân lâm thương sinh tự nhiên để mắt tới trần mộc người khởi xướng này nếu không phải là trần mộc nửa đường đi ra cố ý làm dối bọn hắn cần gì phải trả giá ngẩng cao như vậy giá cả đây hết thảy cũng là bái trần mộc ban tặng nghĩ tới đây ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra căm hận hung quang hận không thể đem trần mộc xé nát kỳ thực không đơn thuần là bọn hắn ngay cả ngân sâm cũng là như thế ánh mắt hắn cơ hồ là muốn phun ra lửa tới hung ác nhìn chằm trần mộc mà đối mặt với đám người hung quang trần mục lại giống như là một cái người không việc gì hai chân vén ngồi ở trong rạp lộ ra nụ cười nhàn nhạt tính nhìn đây hết thảy ha ha thực sự là một cái có ý tứ người bây giờ tại thái cổ đế tộc bên kia đến từ linh lung thần tước tộc thiên tài kiệt xuất hoa kinh phi cũng phát ra một câu nhiều hứng thú tiếng cười trận này đại náo kịch từ đầu đến cuối lâm thương sinh cơ hồ là bị nắm mũi dẫn đi bị trần Mộc một người cho đùa nghịch xoay quanh hàn cô nương đây chính là người ngươi muốn tìm sao vẫn rất thú vị a à. Hoa Kinh Phi nhìn về phía bên cạnh áo bảo đen thiếu nữ mà đến, nói khẽ. Áo bảo đen thiếu nữ bất phi sở động, càng không có trả lời hắn mà nói, thấy vậy, Hoa Kinh Phi cũng không thèm để ý, từ hắn nhận biết tên này áo bảo đen thiếu nữ thời điểm, nàng chính là như vậy trầm mặc ít nói, Hoa Kinh Phi sớm đã quen thuộc. Mà giờ khắc này, không có người chú ý tới chính là, áo bảo đen thiếu nữ đôi mắt đẹp, đang nhìn chăm chú hướng về phía trần mộc chỗ phương hướng mà đến, khi nhìn đến cái kia trương quen thuộc thanh tú khuôn mặt lúc, nàng cái kia xưa nay trong trẻo lạnh lùng khuynh thành tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười nhàn nhạt nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền bị trần mộc bên người cùng thanh huy rời đi ánh mắt nhìn xem cùng thanh huy cái kia trương cũng không bại bởi chính mình dung nhan tuyệt thế sau lại thêm cái kia yên tĩnh đạm bạc khí chất cao quý sau nàng đại mi cao lại đáy lòng ẩn ẩn có một chút ghen tuông dùng một loại ai cũng không nghe được âm thanh nhỏ giọng thì thầm tiểu hỗn đản này thừa dịp ta không tại sẽ đến chỗ chiêu chọc nữ nhân Giữa sân ồn ào náo động bầu không khí kéo dài một hồi, tiếp lấy, theo Huyền Khiếu Thông Thiên Đan đấu giá kết thúc, cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia cuối cùng một vệt ánh sáng đoàn, liền luôn luôn đối với thế sự đều thờ ơ thái cổ đế tộc thiên tài, đều đồng dạng đáy mắt nổi lên gợn sóng. Rốt cuộc phải tiết lộ a, à, món bảo vật này, Cơ Thanh âm thầm xoa tay, đã có chút không thể chờ đợi, hắn khẩn cấp muốn biết, cuối cùng này một món bảo vật đến tột cùng là đồ vật gì mới có thể dẫn tới thái cổ đế tộc rất nhiều nhân vật thiên kiêu chú ý bây giờ ngay cả trần mộc cũng dương mắt nhìn tới chỉ thấy tống trác cười nhạt một tiếng tiếp lấy tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt cầm lên cái kia cuối cùng một vệt ánh sáng đoàn nghĩ đến có rất nhiều người đều ở đây chờ lấy cái này đồ vật a à, vậy ta cũng không đố nữa bây giờ bắt đầu đấu giá năm nay vạn khôi thành đấu giá hội một món cuối cùng vật đấu giá cửu thiên bích lạc chuông khi tống trác âm thanh lúc rơi xuống toàn trường đều an tĩnh đến có chút đáng sợ cái kia từng tia ánh mắt đều nổi lên vẻ kinh hãi, dù cho là không thấy hắn vật, nhưng nghe đến cái tên này, liền đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy tò mò. Hôm nay tới đây Tam đại thái cổ đế tộc Thiên Kiêu, đều ngồi ngay ngắn thân thể, ánh mắt giống như ngưng tụ một đám lửa giống như, nhìn chằm chằm về phía Tống Trác vật cầm trong tay. Chỉ thấy Tống Trác nhẹ nhàng bắn ra, đạo ánh sáng này đoàn bên trên ánh sáng liền toàn bộ đều bị đuổi tản ra, một ngụm thần bí cổ trung liền như vậy hiện ra. Một hớp này cổ trung, bất quá hài nhi nắm đấm to bằng, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, tựa như là từ trên 9 tầng trời bích lạc huyền thiết đi qua vạn năm chế thành, trung thân của pháp, còn khác rất nhiều phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa pháp tắc trong thiên địa cùng huyền bí, lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhạt, giống như đầy sao lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Đông, Tống Trác bàn tay khống lấy cái này cổ trung, giống như thuần ngọc thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng đánh đánh vào cái này cổ trung phía trên, trong khoảnh khắc, cổ trung nở rộ thần quang, thiên địa đều tựa như vì đó rung động, tiếng chuông du dương mà sâu xa, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, thẳng tới cửu thiên chi thượng. Tại tiếng chuông dạo rực phía dưới, không khí chung quanh đều tựa như trở nên ngưng trọng lên, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, phảng phất tinh thần đều muốn bị hắn chấn động rất xuống, cấp độ kia thần uy, vô cùng vô tận, giống như có thể hủy diệt đến thế giới bỉ ngạn, ngay cả tinh hà đều muốn bị nó chấn xuống. Này cuối cùng là cái gì thần binh? Cơ hồ là tại một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ bát ngát sàn bán đấu giá nhất lên một hồi không có gì sánh kịp oanh động, tất cả mọi người đều xô trào, đồng tử tản ra cực đoan nóng bỏng chi sắc, gắt gao đến nhìn chằm chằm cái này thần bí cổ chung phía trên, cho dù là những cái kia thái cổ đế tộc kiệt xuất thiên kiêu đều đồng dạng mắt lộ vẻ thèm thuồng cảm thấy vạn phần tâm động thật mạnh ba động cái này cổ chung chính là những cái kia thái cổ đế tộc kiệt xuất thiên kiêu cũng vì đó mà si mê thần vật sao cơ thanh mở to con ngươi phát ra một câu kinh hô thanh âm tống trác vừa mới chỉ là như vậy tiện tay bắn ra trung thân thả ra ba động liền đã giống như uông dương đại hải giống như muốn đem toàn bộ đại hội tràng bao phủ lại cái này nếu là toàn lực thôi động cái này thần binh chẳng phải là có thể hời hợt liền đem huyền đạo cảnh cường giả đều cho chấn sát, đây chính là trước kia chín đại thiên vương bích lạc vương cầm chi khí sao. Bây giờ, liền đến từ linh lung thần tước tộc Hoa Kinh Phi, đều cảm thấy hô hấp trở nên rồn dập lên, đáy mắt tản ra một đạo đỏ thấm chi quang, đối với món bảo vật này, đã lập được nhất định lấy chi tâm. Một ngụm thần bí cổ trung, lẳng lặng lơ lửng ở tống trác trong lòng bàn tay, cái này cổ trung bất quá hải nhi nắm đấm to bằng, toàn thân hiện ra màu xanh đậm, sáng long lanh sáng bóng, cổ trung xoay tròn lấy, có sáng lạng thần quang nở rộ, dẫn ra lấy chư thiên đại đạo, làm cho toàn bộ đại hội tràng linh khí đều trở nên vô cùng bạo động. Cửu thiên bích lạc chuông, bên trong phòng đấu giá, tống chắc vẻn vẹn chỉ là nói ra cái tên này, thậm chí đều không có báo ra giá quy định, liền đã làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Đây chính là tam đại thái cổ đế tộc thiên tài kiệt xuất, cũng vì đó động tâm bảo vật sao. Bây giờ, liền mục dung nguyệt cùng ngân sâm những thứ này địa bảng cao thủ, đều một mặt chấn kinh, kinh ngạc nhìn một gấp này cổ chung, cổ chung chìm chìm nổi nổi, phiêu tán thời kỳ thượng cổ cường đại ba động, cứ việc còn chưa dùng linh lực tiến hành thôi động, nhưng trong đó ẩn chứa bất phàm khí tức, để cho bọn hắn cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Thật xinh đẹp a, à, một trong cửu đại thiên vương Bích Lạc Vương cầm chi khí, không nghĩ tới thật sự lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đến từ Hoàng Kim Thiên bằng tộc Trương Khôi, con mắt đều trở nên si mê, thân sắc kích động dị thường, giống như là đối đãi lấy một kiện thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống như, hắn vận chuyển thần quyết, con mắt như bó đuốc, tinh tế quan sát lấy cái này cổ trung phía trên chỗ khắc mỗi một đạo tinh mỹ đường vân. Hắn càng xem càng kinh hãi, những thứ này tuyệt đẹp đường vân rắc rối phức tạp cũng là thái cổ thời kỳ nhất là phức tạp cùng thần bí thần văn nội hàm vô tận đạo pháp thần lực một khi toàn bộ thôi độc hẳn là có thể phóng xuất ra kinh thế vô địch kinh khủng thần thông không chỉ chỉ là trương khôi hiện trường có rất nhiều người đều đang vận chuyển thần nhãn quan sát lấy cái này của trung bên trên phức tạp đường vân thời gian trôi qua hồi lâu tống trác mới cười nhạt một tiếng bắt đầu giới thiệu cửu thiên bích lạc chuông cái tên này có lẽ tất cả mọi người rất lạ lẫm nhưng mà ta nói một cái tên đại gia nhất định sẽ rất quen thuộc, một đời tuyệt đỉnh thiên kiêu Bích Lạc Vương. Nghe vậy, tại chỗ rất nhiều người đều hít thật sâu một hơi hơi lạnh, đáy mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ, cái này cửu thiên Bích Lạc Chuông, cùng năm đó Bích Lạc Vương có quan hệ sao? Rất nhiều người đều la hoảng lên, đối với vị này Bích Lạc Vương, rất nhiều người chính xác đều không xa lạ gì, hắn không phải cái gì thái cổ thời kỳ nhân vật, mà là hai vạn năm trước, vang vọng toàn bộ thần vực vô địch thiên kiêu. Không vào đế cảnh, liền đã có thể sát đế cảnh cường giả, được vinh dự cổ kim một trong cửu đại thiên vương. Cái này cửu thiên thiên vương hàm kim lượng cực cao, có thể trở thành chín đại thiên vương, không có chỗ nào mà không phải là có được quét ngang chư thiên thực lực kinh khủng. Hai vạn năm trước, thần vực bên trong có một vị cường giả tuyệt đỉnh đột nhiên xuất hiện, hắn lực áp chư thiên, ngang dọc tinh không cổ lộ, từng một tay chấn áp thái cổ đế tộc, không vào đế cảnh, lại có thể đem đế cảnh cường giả đều cho chấn sát. Cái này thông thiên một dạng tuyệt đỉnh thực lực, liền rất xa xôi cổ thánh địa, đều đối hắn kiêng kỵ như hổ, đem hắn đặt song song phụng làm một trong cửu đại thiên vương tuyên bố Bích Lạc Vương. Bích Lạc là đạo gia tầng thứ nhất, dáng xanh đầy trời, dám lấy Bích Lạc làm tên, tất nhiên là có thể nhìn ra người này kiêu ngạo cùng cường đại. Mà cái này cửu thiên Bích Lạc, chuông, chính là một trong cửu đại thiên vương Bích Lạc Vương cầm chi khí, kiện binh khí này thế gian hiếm thấy, gồm có không cách nào nói rõ cực lớn giá trị, trước kia Bích Lạc Vương ngang dọc tinh không cổ lộ, quét ngang chưa địch lúc, cái này cửu thiên Bích Lạc chuông, hắn đều thời khắc mang theo bên người, không biết uống qua bao nhiêu thiên tài chi huyết, ngay cả chảm đạo cảnh đều từng bị cái này cửu thiên bích lạc chuông chấn sát qua. T. Khi nghe xong tống chắc lần này giới thiệu lúc, rất nhiều người đều lần nữa hít vào hơi lạnh, không nói đến cái này cửu thiên bích lạc chuông là dùng cái gì chế tạo mà thành, liền vẹn vẹn là cái này dính qua chảm đạo cảnh mấu tươi, cũng đủ để cho hắn có được vô cùng kinh khủng giá trị. Chảm đạo cảnh, đây là tại huyền đạo cảnh phía trên kinh khủng cảnh giới, có thể đến cái này tầng thứ, không có chỗ nào mà không phải là vạn cổ không thấy thiên kiêu, mà cái này thần binh lại còn dính qua chảm đạo cảnh mấu tươi, nhìn xem hiện trường oanh động không khí sôi trào, Tống Trác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, căn cứ ta có thể có được tình báo, Cửu Thiên Bích Lạc Chuông, là năm đó Bích Lạc Vương không biết hao phí bao nhiêu chân liệu, còn cần hết Cửu Thiên Tiên Lệ Thạch mới chế tạo mà thành, mấu chốt nhất chính là uy lực của nó, nếu là cầm tại trong tay một vị huyền đạo cảnh, trong tình huống không có chạm đạo cảnh cường giả xuất thế, cơ hồ là có thể quét ngang tất cả huyền đạo cảnh. Đương nhiên, đây cũng chính là tại trong hắc ám tuyệt vực nếu là đặt ở thần vực các ngươi cũng không khả năng gặp được cái này cửu thiên bích lạc chuông sẽ bị lấy ra đấu giá nghe vậy trong mọi người tâm dung chuyển đều cảm thấy cảm xúc bành trướng cũng chính xác giống như tống trác nói tới cái này cửu thiên bích lạc chuông cũng may mắn là tại trong hắc ám tuyệt vực xuất thế cái này nếu là ở bên ngoài chỉ sợ vừa mới lộ đầu đừng nghĩ có thể đưa vào đấu giá hội đấu giá chắc chắn là sẽ bị các đại thái cổ đế tộc cùng viễn cổ thánh địa trưởng bối chỗ lấy đi tuyệt không có khả năng sẽ lưu cho một chút hậu bối người đạt được dù sao liền vẻn vẹn là Bích Lạc Vương, cái danh hiệu này liền đã có được không cách nào lường được giá trị. Không nghĩ tới, cuối cùng này một kiện đè dương bảo vật, lại là một trong cửu đại thiên vương Bích Lạc Vương cầm thần binh, khó trách sẽ thu hút đến như vậy nhiều thái cổ đế tộc thiên kiêu. Tại lầu 2 trong dạp, Chu Vũ Thông nhìn thấy trước mắt một màn này sau, cũng là phát ra một câu rung động cảm khái. Bích Lạc Vương cầm thần binh, tin tức này truyền đi, chắc chắn là sẽ dẫn tới thần vực oanh động. Đáng tiếc, cái này thần binh, chúng ta là không có hy vọng, nhìn tình huống trước mắt, cái này tam đại thái cổ đế tộc, sợ rằng sẽ không để lại dư lực điên cuồng tranh đoạt A. Bất quá, cũng may mắn là Tống Trác ở đây tự mình tỏa chấn, bằng không mà nói, đoán chừng ở đây cũng sớm đã bị rớt thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Mộc Dung Nguyệt cũng cười theo đạo, nàng vốn là đối với cuối cùng này một kiện áp đáy hòm bảo vật, không có ôm hy vọng gì, dù sao nàng biết được năng lực của mình. Đây cũng không phải là nàng có khả năng nhúng chàm, tự nhiên cũng không có cái gì tiếc nuối chi tâm. Nhưng mà, Trần Mộc lắc đầu, hắn hít mắt, cười nói cái này cửu thiên bích lạc chuông tuy tốt, nhưng tiếc là nó là có tỷ vết ân nghe đến đó chu vũ thông cùng mộc dung nguyệt bọn người đều đem ánh mắt rời đi tới lộ ra kinh nghi bất định thần sắc mộc ca có tỷ vết là có ý gì cơ thành cũng nháy nháy mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu hỏi mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng mà nó mặt đồng hồ có một đạo hư hại vết tích rất nhỏ nhưng xác thực tồn tại trần mộc giải thích nói nghe vậy chu vũ thông cùng mộc dung nguyệt bọn người cũng là sắc mặt cả kinh tiếp lấy ánh mắt đều nhìn ra xa mà đi bọn hắn vừa mới tất cả lực chú ý đều bị cái này cửu thiên bích lạc chuông sức mạnh hấp dẫn càng là không có phát hiện tại trong đó thần quang bao phủ tại mặt đồng hồ bên trái vị trí còn thật sự quả thật có một đạo vết bẩn nếu là không cẩn thận quan sát mà nói rất khó phát hiện đạo này vết bẩn cũng không lớn nhưng lại khiến cho cái kia một khối trung thân đều trở nên hơi ảm đạm liền nói văn đều xuất hiện không trọn vẹn không còn hoàn chỉnh như vậy không tì vết phát hiện chi tiết này chỗ không chỉ là trần mộc một người rất nhanh từ lầu hai trong dạp trương khôi âm thanh liền vang lên Tống ca, cái này Cử Thiên Bích Lạc Chuông giống như không còn hoàn chỉnh a. À. Tống Trác mỉm cười, nói, xem ra rất nhiều người đều chú ý tới, đúng vậy, cái này Cử Thiên Bích Lạc Chuông, quả thật có nhất định tổn thương, trước đây không lâu, có người ở trong khu vực Bắc Bộ một chỗ hung địa, phát hiện được cái này Cử Thiên Bích Lạc Chuông, ngay lúc đó Cử Thiên Bích Lạc Chuông là ngâm tại trong một mảnh huyết quật, dính đầy tổ căn huyết khí, nghĩ đến, lúc trước có người vận dụng cái này Cử Thiên Bích Lạc Chuông cũng từng trải qua một phen đại chiến thảm liệt. Nghe vậy, rất nhiều người đều lộ ra vẻ tiếc nuối lập tức biết được là chuyện gì xảy ra, hung địa bên trong đều dính hung sát chi khí, những thứ này hung thần, quanh năm suốt tháng sẽ đối với thần binh tạo thành tổn thương, lại thêm cái này cửu thiên bích lạc chuông phía trước trải qua vô số trận sử thi cấp chiến đấu, tự nhiên cũng liền xuất hiện tổn hại. Thực sự là đáng tiếc, một kiện trảm đạo cấp thần binh, thế mà cứ như vậy phế bỏ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại, nếu là thật hoàn chỉnh không sức mẻ trảm đạo cấp thần binh, như thế nào có thể có người nguyện ý lấy ra đấu giá đâu. Đám người lắc đầu, cái kia cỗ tăng cao nhiệt tình có chút lui giảm, dù sao bị tổn thương thần binh, giá trị sẽ cực kỳ chịu ngã. Mà đối với đây hết thảy, Tống Trác vẫn là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, chư vị đừng nản chí, cái này không là bình thường thần binh, đây là Bích Lạc Vương trước kia cầm chi khí, nó tài liệu chính là được vinh dự đế tài cửu thiên tiên lệ thạch, loại này đế tài bình thường sẽ chỉ dùng rèn đúc đế khí thời điểm mới có thể dùng được. Huống hồ, cửu thiên tiên lệ thạch có được tự lành công hiệu, theo lý thuyết, cái này cửu thiên bích lạc mặc dù bị hao tổn, nhưng nếu là có thể tìm tới tuyệt thế long nhũ, hoặc cái nào đó đại địa long mạch tiến hành ôn dưỡng không ra trăm năm thời gian nó liền có thể khôi phục lại bộ dáng của ban đầu đến lúc đó nó vẫn như cũng có thể phóng ra tuột cùng nhất thời kỳ cường đại thần lực lời này vừa nói ra rất nhiều người đều lại lần nữa động tâm đáy mắt tản ra nồng nặc nóng bỏng chi sắc nhưng cũng có rất nhiều người đều âm thầm lắp đầu tuyệt thế long nhũ cùng đại địa long mạch cái này mỗi một dạng cái gì cũng là khó mà tìm được kỳ duyên ai có thể dễ dàng nhận được như vậy bắt đầu đấu giá a tại toàn trường oanh động trong tiếng tóm chắc cũng bắt đầu cuối cùng này một vòng đấu giá không ra ngoài dự liệu cái này cửu thiên bích lạc chuông giá khởi điểm chính là thiên bảng ấn ký ta ra thiên bảng thứ bảy ấn ký ngồi ở lầu hai trong dạp đến từ hồng long của tộc tiêu thiên trước tiên nhấc tay tuyệt thế long nhú cùng đại địa long mạch những vật này đối với người bình thường mà nói quá khó tìm phải nhưng đối với bọn hắn những thứ này thái cổ đế tộc thiên kiêu mà nói lại cũng không khó khăn bởi vì bọn họ tổ địa phần lớn cũng là xây ở một chút long mạch phía trên nếu là có thể đem cái này cửu thiên bích lạc chuông mang về ôn dưỡng thậm chí có thể rút ngắn thật nhiều hắn khôi phục thời gian không cần trăm năm thậm chí đều không cần năm mươi năm liền có thể trở lại đỉnh cao của ngày xưa hư chỉ là một cái thiên bảng đệ thất tính là gì ta ra thiên bảng đệ ngũ triều thành ấn ký cộng thêm trong tay ta cái này thần binh thái cổ huyền đạo cảnh bàn long kim thương cùng nhau đưa cho hắn trương khôi hừ lạnh một tiếng đứng lên quát ầm lên cái kia thanh âm vang dội tại trong linh lực cuốn theo giống như hùng lôi giống như tại trong hội trường nổ tung để cho người ta màng nghĩ phát chấn cái kia kích động phấn khởi bộ dáng giống như là đối với cái này cử thiên bích lạc chuông ôm nhất định lấy chi tâm Gia hỏa này thật là cam lòng a à, cơ thanh nhìn không được chép tắc lưỡi ngay cả mình sử dụng thần binh đều cùng nhau tống đi ánh mắt mọi người đều hội tụ thiên bảng ấn ký đây chính là cao nhất triều thánh ấn ký không ra ngoài ngoài ý muốn chỉ cần nắm giữ cái này thiên bảng ấn ký muốn nhập viến cổ trong thánh địa tu hành trên cơ bản liền xem như ổn trong phòng đấu giá xôn xao âm thanh một mảnh ánh mắt mọi người đều ở đây tam đại thái cổ đế tộc ở giữa vừa đi vừa về tảo động lấy tiếp lấy không ra tất cả mọi người dự liệu tại linh lung thần tước tộc trong dạp, một đạo âm thanh trong trẻo mang theo vài phần cười ha hả ngữ khí vang lên tất cả mọi người thật nhiệt tình tăng cao a đã như vậy vậy ta cũng tới góp một phần náo nhiệt chứ ta ra thiên bảng thứ hai triều thành ấn ký lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều động dung thiên bảng thứ hai triều thành ấn ký đều lấy ra đáng tiếc không thể nhìn thấy thiên bảng đệ nhất người xuất hiện bằng không mà nói cuộc bán đấu giá này sẽ càng có xem chút thiên bảng đệ thất tăng thêm trong tay ta huyền đạo cảnh thần binh thái cổ lại thêm 2.000 vạn mai nguyên tinh. Tiêu thiên lần nữa ra giá, hừ, trương khôi phát ra một câu lạnh rên một tiếng, theo sát phía sau, quát lên, thiên bảng đệ ngũ, thần binh thái cổ, lại thêm 4.000 vạn mai nguyên tinh. Tại triều thánh ấn ký cùng với thần binh thái cổ đều lấy ra sau, bọn hắn cũng lần lượt bắt đầu so đấu tài lực, lúc này, ánh mắt mọi người lại đổ hội tụ ở linh lung thần tước tộc Hoa Kinh Phi trên thân, chỉ thấy Hoa Kinh Phi giơ tay lên một cái, nhưng mà không đợi hắn bắt đầu báo giá, Trương Khôi liền vượt lên trước một bước, quát lên, 6.000 vạn mai nguyên tinh. T, tất cả mọi người đổ hút một hơi hơi lạnh, ra hỏa này, thật sự giống như trong truyền thuyết bị điên a, đây hoàn toàn là không cho những người khác đường đi. Tiêu Thiên nhếch miệng, nâng lên tay cũng buông xuống, hiển nhiên là từ bỏ một vòng này cạnh tranh, đối với hắn mà nói, Cửu Thiên Bích Lạc chuông tuy tốt, nhưng cũng muốn thực lực bản thân đủ cứng mới được, bằng không mà nói cũng không phát huy ra toàn bộ nó thực lực, huống hồ, bản thân hắn cũng là một cái dùng kiếm kiếm đạo yêu nghiệt, nếu là tùy tiện đổi thành dùng chuông, đối với hắn mà nói cũng không quá thích ứng. Tiêu Thiên, người này liền từ bỏ Trương Khôi nhếch nhếch miệng, lộ ra kiệt ngạo kiêu ngạo nụ cười, trận chiến đấu này mặc dù là không khói súng tài lực so đấu, nhưng cũng đồng dạng khơi dậy hắn lòng tranh cường háo thắng. Trương huynh nếu là thật đối với cái này cử Thiên Bích Lạc Chuông ôm lấy yêu ái chi tâm, ta lại sao nhẫn tâm hoành đao đoạt ái đâu. Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, cùng Trương Khôi kiệt ngạo kiêu ngạo khác biệt, hắn càng giống là một cái phiên phiên quân tử giống như, tản ra làm cho người khí chất như mộc xuân phong. Hừ, nghe vậy, Trương Khôi hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không cùng nói nhảm. Mà Hoa Kinh Phi cũng đồng dạng không còn ra giá, ha ha tất nhiên chư vị không có ý kiến gì mà nói cái kia cái này cử thiên bích lạc chuông liền về trương khôi tất cả tống trác giải quyết dứt khoát cười nói mà coi như tất cả mọi thứ cũng giao giao lúc kết thúc cuộc bán đấu giá này cũng đến đây kết thúc hoa kinh phi cùng tiêu thiên đều lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng cũng không nói khác cái này cử thiên bích lạc chuông tuy tốt nhưng đối hắn nhóm mà nói còn không phải không thể không cần lúc này rất nhiều tu sĩ đều lục tục bắt đầu tan cuộc lâm thương sinh nắm viên kia huyền khiếu thông thiên đan sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn hắn đột nhiên quay người ánh mắt phóng thích ra một cỗ tinh hồng sắc hung quang gắt gao nhìn chằm chằm về phía trần mộc mà đến ngập trời linh lực ba động phóng thích giống như như gió bão tại đại hội này trong tràng càn quét ra trần mộc làm tốt nhận lấy cái chất chuẩn bị sao hôm nay ta nhất định nhường ngươi muốn sống không được muốn chất không xong lâm thương sinh giống như hồng lôi một dạng tiếng gầm sen lẫn xâm nhiên sát cơ tại trong cổ điện này vang lên làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hãi nhiên biến sắc